Tắt micro. Mà tôi sẽ có cái buổi tập huấn nhanh về phần mềm STKB. Thì các bạn nhớ rằng cái phần mềm STKB này nó chính là phần mềm TKB ngày xưa, nhưng mà là nó phát triển lên nhé. Cái bản ngày xưa cái ở công ty Sconet cũ ấy, thì là cái phần mềm TKB nó phát triển đến cái bản cuối cùng là bản TKB 11. Thì cái bản này có thể hiểu nôm na nó là cái bản TKB 12 nhé, là một cái phiên bản tiếp theo nữa. Còn vì sao lại đổi tên thành từ TKB sang STKB thì các bạn có thể hiểu nhanh là bản thân tôi có một cái trục trặc ở công ty cũ, cho nên là đã bị mất cái thương hiệu cũ, và do tôi phải chuyển hết tất cả các phần mềm cũ sang mới bằng cách là phải đổi tên một chút cho nó hợp lệ. Thì những phần mềm này vẫn là phần mềm gốc cho tôi là người thiết kế từ đầu. Như vậy là cái phần mềm STKB này chính là bản TKB cũ, và nó được phát triển cho giờ phút này là tôi tính ra là 31 năm rồi. Tôi nhớ cái bản đầu tiên tôi viết cho phần mềm thì không hiểu cho nhà trường là năm 1989, thời đó còn đang rất là Việt Nam còn đang chưa có tin học gì cả. Thì là cái bản đầu tiên là cái bản đó, bản là bản TKB 1.0 nhé. Để tôi một chút. ID mật khẩu đó hả? Ok rồi đó. Mẹ có cho em chia sẻ video không? Chia sẻ là gì? Là họ thắng nhận mã. Có thể là do máy của em nó bị mà đường truyền nó bị không tốt đấy. Lớp ta vào rất đông rồi này, lớp mình vào đây rất đông rồi này. Lớp mình hiện nay đang là 89 người rồi này. Giảm đi cho mẹ. Ít chia sẻ video. Lại nhé. Hiện nay mình đã thu âm này rồi, mình đã ghi âm này rồi, thì hết hết cái chương trình này thì mình sẽ quay lại, mình sẽ share lại cái video cho các bạn xem lại nhé. Yên tâm nhé, yên tâm ở nhé. Như vậy là một số bạn là không vào được đấy nhé. Đi nghe mọi người. Video thì có thể cho mình xem các bạn cũng được, nhưng mà là khi nào mình hỏi gì cần 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 trả lời thì các bạn bật thanh lên để trả lời, sau lại tắt đi luôn nhá. Rồi, thì bây giờ mình nói xong STK này, mình sẽ vừa nói trên slide mà vừa nói trên chương trình luôn nhé. Thì đây là cái giao diện của phần mềm TKB STKB đấy nhé. Đủ mua đi cho. Thì cái bản này vì nó là mới, so với đi bán hàng. Với số tiền mới lại vô dần là 1.0, nhưng mà nghe chưa là ok đau quá không? Ở lớp mình có bạn nào âm thanh ồn quá tôi thấy này nhé. Thì cái bản này mặc dù nó là đặt tên nó là version 1.0, nhưng thực chất mình nhắc lại thực chất là nó là từ năm 1989, và cái lần đăng ký bản quyền đầu tiên ấy là đăng ký năm 1000, là cái lần mà ra cái bản TKB đầu tiên mà thương mại hóa là năm 1998 rồi. Thì cái đó là cái bản gốc đầu tiên của phần mềm cũ là TKB, còn bây giờ đặt tên là STKB nhé. Phần mềm có tên mới là School Time Table System nhé, các chú ý nhé. Còn công ty của tôi mới là công ty tin học và nhà trường, nên là nó là mới cả, nhưng mà nó vẫn là công ty cũ thôi. Rồi thì các bạn chú ý nhé, đây là cái giao diện mới của cổ phần mềm, thì nó bản chất nó y hệt cái cũ, nó chỉ khác một chút về cái hệ thống menu chính thôi. Cái menu cũ của TKB là cái menu cũ theo kiểu mô hình cũ, là có lệnh và cái lệnh nó trải xuống và có một cái thanh thông báo nhỏ. Còn cái menu mới này, cách làm mới là cách theo kiểu của Windows mới đấy, là nó có một cái thanh ribbon, cũng là thanh toolbar nhưng mà ribbon nó chữ hình to hơn,
còn có cả chữ trên đó nữa, thì chúng ta nhìn thấy không? Như vậy chúng ta nhìn thấy ở đây nhé. À, chúng ta quan sát nhé. Bây giờ tôi mở thử một cái tệp ra để các bạn hình dung được. Tôi mở thử một cái tệp như này. À, thì thầy có biểu nhé. Thầy có biểu thì mỗi một nhà trường khi mua về ấy, thì chúng ta phải tạo ra một cái file dữ liệu thầy có biểu cho trường mình. Cái file đó có đuôi là STKB. Mà chúng ta chỉ tạo đúng một lần thôi, không tạo hai lần. Tạo đúng một lần. Và cái file này, cái tệp này sẽ được dùng mãi mãi, dùng với như hiện. Khi nào chúng ta còn dùng phần mềm của chúng tôi thì chúng ta còn dùng cái tệp này nhé. Cái tệp này để như sau này, mỗi một lần mà chúng ta mà chuyển năm học sang năm sau, chúng ta lại đổi lại tham số của phần mềm, còn giữ nguyên cái file này. Các bạn chú ý nhé, như vậy chỉ tạo đúng một lần cái file đó thôi. Cái file này các bạn nên lưu một vài nơi để phòng nó bị virus hay nên bị hỏng ổ cứng thì chúng ta còn có chúng ta còn cứu lại được nhé. Chứ chúng ta khi chúng ta lập xếp cho các biểu rất bất công rồi, xếp xong rồi chẳng may bị xóa đi, chẳng may bị virus, chẳng may bị hỏng máy tính thì phải làm lại rất là mệt. Cho nên chúng ta chú ý rằng là phải lưu trữ cái tệp này ở nhiều nơi để đề phòng, giống như là các file dữ liệu khác, các cái file, các cái tệp docs, các cái tệp quan trọng chúng ta đều phải lưu ở nhiều nơi. Thì cũng như vậy, cái file cho các biểu này cũng là phải lưu ở nhiều nơi. Rồi bây giờ thử mở cho bạn xem một cái tệp chúng ta hình dung nhé. Đây, khi chúng ta mở ra thì chúng ta có thể tạo ra một lần, duy nhất một lần để tạo cái file STKB. Sau đó chúng ta dùng mãi mãi và muốn dùng cho chúng ta mở ra. Đây chúng ta mở đây, chúng ta mở ra. Khi mở ra thì nó hiện ra trên này này. Thì lên cái dòng chữ là đây là cái tệp đang mở nhé. Tại một thời điểm chỉ mở được một tệp thầy có biểu. Khi mở lên rồi thì thống tư nó hiện ra như này. Thì đây là cái kiểu mới nhé. Thì đây là nó có gồm có là các cái lệnh chính của hệ thống này, dữ liệu, lệnh chính, khung nhìn, công cụ và trợ giúp. Đây là hệ thống menu chính. Menu chính. Thì người ta bấm vào cái menu chính này thì ở dưới hiện ra một cái thanh này, nó là thanh ribbon hay là cái thanh mà thanh công cụ theo kiểu mới của Microsoft nhé. Nó cùng có các cái lệnh đây. Chúng ta nhìn vào nó rất quen thuộc thôi, giống như ngày xưa thôi. Chỉ khác là bây giờ nó là ngày xưa nó là một cái pop-up trải dài xuống như thế này. Bây giờ thì nó không như vậy nữa và nó là một cái băng lệnh như này. Cho nên các bạn nào đã dùng quen cái phần mềm cũ rồi thì sang bên này nó không có gì là lạ lạ cả, nó vẫn là như vậy nhé. Hệ thống cái gì? Hệ thống là những cái lệnh mà liên quan hệ thống chung, đặc biệt nhất có những lệnh là khởi tạo một tệp mà khởi tạo một tệp mới này, lệnh là đóng tệp này, lệnh mở tệp, lệnh ghi dữ liệu. Lệnh ghi dữ liệu này là lệnh là tương đương với lệnh là save, lệnh là chúng ta bấm phím Ctrl S gì thôi, là chúng ta thường xuyên phải ghi lại. Chúng ta đang save mà mất điện thì coi như là mất dữ liệu, chúng ta phải ghi lại. Khi nó mờ như này rồi, nó mờ như này chứ còn đã ghi rồi thì nó bị mờ đi như này nhé. Rồi chú ý là đó là cái phần là dữ liệu chung này. Phần dữ liệu, cái thứ đơn dữ liệu là những cái lệnh liên quan đến nhập thông tin đầu vào cho thầy có biểu. Đấy, thế là chúng ta sẽ học cái này nhé. Tiếp theo là cái phần lệnh chính, là những cái lệnh quan trọng khác mà cũng liên quan tổng thể đến toàn bộ cái biểu. Ở trong cái phần là lệnh chính này, các bạn chú ý là có trong này tôi để ý, các bạn chú ý là nhắc lại các bạn trong chỗ này thì theo tôi thì có 3 lệnh quan trọng, có rất nhiều lệnh trong cái lệnh chính này. Có 3 lệnh quan trọng nhất chúng ta chú ý. Một là cái lệnh là xếp tự động 100%, đây là lệnh này. Tôi để to ra này, các bạn chú ý nhé. Đây là lệnh mà sau khi các bạn đã nhập xong toàn bộ dữ liệu ban đầu thì có biểu chuẩn rồi thì chúng ta chỉ cần một lệnh này thôi là chúng ta sẽ xếp được 100% của biểu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ xem. Đây là cái lệnh mà quan trọng nhất của phần mềm của chúng tôi, lệnh hay nhất mà có lẽ là không một phần mềm nào khác có thể có được. Lệnh thứ hai quan trọng của trong cái phần là chính này là lệnh này là lệnh là kiểm tra logic dữ liệu. Cái này là cái lệnh mà do thời gian gần đây chúng tôi là chuyển đổi, chúng tôi bổ sung thêm vào chức năng, cho nên là trong quá trình làm có thể nó phát sinh ra cái logic, cái lỗi logic bên trong dữ liệu. Thì cái lệnh này này là cái lệnh nó sẽ tự động là sửa lỗi dữ liệu, sửa lỗi logic nhé. Alo. Ừ.
nó không vào được cái gì, thì chắc là nó mình nó đông quá rồi, đông quá từ lớp nó tầm 100 người rồi. Thì hơi khó. Thế đây em sẽ mình sẽ chia sẻ lại cho em thêm cái video sau nhé, em xem sau nhé. Lớp chúng ta bây giờ là kín rồi, lớp chúng ta bây giờ là ở đây tôi nhìn đây là 99 người rồi, như vậy lớp chúng ta là không không thể thêm được người nữa, vì tôi có dùng cái bản Zoom bình thường cho nên là nó không ở lớp chúng ta. Tôi hỏi các bạn đấy nhé, cái lớp ở đây các bạn nào có cái tài khoản Zoom nào có thể được nhiều hơn không? Ở các trường học là ở các trường học là có thể được ưu tiên là cấp một cái tài khoản đặc biệt là Zoom nó cho phép nhiều hơn đấy. Còn tôi dùng cái Zoom bình thường cho nên là chỉ được 100 người. Thì tìm hiểu sau nhé, các bạn tìm hiểu sau đi. Có bạn hỏi trường tôi rất là muốn xin một cái mượn một cái tài khoản nào đó mà được nhiều người hơn nghe. Hiện nay lớp chúng ta là 99 người là đầy, không ai vào nữa. Một số trường là hiện nay vào là không vào nữa. Rồi như vậy là khi mà chúng ta đang chạy mà nó có lỗi gì đó thì các bạn thường xuyên phải vào lệnh chính này, lệnh chính nhé, vào kiểm tra lỗi logic mà nó báo như này này, nó báo như này là không sao, nó báo có lỗi thì nó hiện ra các lỗi và chúng ta bấm một nút là kết thúc thì nó sẽ sửa lỗi, thì phải sửa lỗi hết lỗi logic thì mới là mới chạy được bình thường nhé. Và lệnh thứ ba nữa là cái lệnh là cắt tùy chọn phần này nhé. Phần này tôi nói thêm, phần này thì phần mềm của chúng tôi lần này là có thêm một chức năng rất quan trọng, tôi nói luôn ngay bây giờ thì nó có trong cái phần này, tức là cái phần mềm các cái phần mềm TKB cũ ngày xưa đấy thì nó chỉ hỗ trợ cho là dạy mà tức là xếp theo biểu trong một tuần trừ thứ bảy, tức là một tuần có 6 ngày thôi, nhưng mà riêng cái bản này chúng tôi đã mở rộng ra là cho phép dạy mở dạy cả chủ nhật, để phòng những cái trường mà chúng ta dạy dạy 3K hay là trường quốc tế hay là những cái trường gì đó chúng ta cần phải học thêm dạy thêm chủ nhật thì làm thế nào? Thế thì mặc định khi chúng ta mà tạo ra một thời biểu cũ thì khi mà chúng ta chuyển sang bản mới này thì định chế độ là 6 ngày thôi. Là 6 ngày thôi, nhưng nếu muốn tôi tắt tiếng đi nhé, các bạn vào sau là ồn quá. Nếu chúng ta muốn là chạy chạy vào chế độ là xếp các chủ nhật nữa, chúng ta làm như này. Chúng ta vào lệnh chính. Đây, chúng ta vào lệnh chính ở đây nhé. Đóng dưới vậy. Chúng ta vào lệnh chính. Lệnh chính nhé, và vào cái lệnh là các tùy chọn. Thì cái lệnh này thì nó rất là phức tạp, rất lớn mà chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ cần quan tâm một chức năng thôi. Chúng ta vào đây này, đó, và đây nó rất nhiều nhé, rất nhiều những cái tab chúng ta bỏ qua đây. Và cái tab là không nhìn nhé, không nhìn. Đó, vào đây này. Nhưng vào đây thì nó có một cái tính năng là lựa chọn hai chế độ là 6 ngày hoặc là 7 ngày. Trên thì có biểu. Đó, thì chúng ta bấm vào 7 ngày. Bấm vào OK thì nó sẽ chuyển sang chế độ là xếp nhìn trên màn hình và xếp tự động sang cả ngày chủ nhật. Còn mặc định chúng ta cứ coi như là mặc định vẫn là 6 ngày. Nếu chúng ta mà đã 7 ngày rồi, chúng ta muốn chuyển lại thành 6 ngày, chúng ta vào đây chúng ta bấm lại 6 ngày sẽ được. Và đây là chức năng mà cũng khá là quan trọng. Tiếp theo nữa là cái ribbon là cái lệnh là không nhiều. Nhà rất vui vẻ, chuyên nghiệp. Thì ở đây nhá. Thì ở đây là cái gồm có những cái lệnh mà cho phép chúng ta là xem quan sát tổng thể thầy có biểu của nhà trường, mà cho phép là chỉnh sửa trực tiếp trên các ô thầy có biểu. Thì cái khung nhìn là rất quan trọng. Trong khung nhìn này thì theo tôi là quan trọng nhất là mấy cái chức năng này: chức năng main loop, chức năng show on và chức năng là brow teacher. Thì ba chức năng này, chức năng main loop là chức năng có thể quan sát cùng một lúc hai thầy có biểu của một lớp ở trên và giáo viên ở dưới. Đó. Thì đây là cái màn hình, đây là trên hình chúng ta đang quan sát, đây là cái màn hình của cái lệnh main loop nhá, main loop. Alo. Ừ. Thôi vậy để thôi các bạn thông cảm nhé. Vì hiện nay nó kín hết rồi.
Thế thì các bạn thôi, các bạn đành phải thôi, đành phải để hôm khác vậy. Hoặc là sau cái buổi này thì tôi sẽ share lại cho các bạn cái video ở nội dung ở hoặc là tôi sẽ mở một lớp khác cho các bạn. Không, tôi sẽ share ngay, tôi sẽ share ngay ở trên cái trang này, ở trên cái nhóm Facebook này nhé. Đúng thế. Hiện nay đã 100 người rồi nhé. Đấy, có nhiều người vào quá, không muốn xem quá. Đấy, các bạn nhìn vào đây là cái màn hình là menu đây. Chị menu ở đây nhé. Là nó là một trong những khung nhìn. Chúng ta nhớ lại, chúng ta đây cho thoát ra gọi xong lại nhé. Khi chúng ta bấm vào khung nhìn thì nó hiện ra những cái lệnh con trong này, thì mỗi lệnh con trong này đều là những cái khung nhìn khác ở bên trong lệnh con của khung nhìn lớn đấy nhé. Thì có menu đây, có show all này, có grow feature. Đây là ba cái chức năng theo tôi là quan trọng nhất. Hoặc là chức năng là hai bên view cũng được nhé. Thì chức năng là hoặc là trip on view đây, hoặc là show all room, nó có 1 2 3 4 5 6 6 lệnh, 6 cái khung nhìn để có thể quan sát thầy có biểu của toàn trường, và ta có thể là chỉnh sửa trực tiếp trên từng ô thầy có biểu. Thì cái khung nhìn là phần quan, là một trong tính năng mạnh nhất của phần mềm. Nhưng mà chúng ta chú ý, chúng ta không dùng cả, chúng ta dùng vài cái thôi. Thì theo tôi cái hay dùng nhất là cái menu này. Menu này nhé, thì chúng ta vào menu thì nó hiện ra một cái màn hình khác và một cái ribbon khác. Và thế là giống như là các bạn dùng cái bộ Office, khi chúng ta vào chức năng là bảng thì nó hiện ra một cái ribbon của cái bảng. Chúng ta vẽ cái hình hiện ra một cái ribbon, là format cái hình đó thì đẹp vậy. Đây là cái ribbon, đây là cái thực đơn là cái ribbon của cái menu. Thì chúng ta phải làm việc trên menu, sau rồi tôi bấm nút là đóng khung nhìn, đóng lại nhé, đóng lại thì nó lại thoát về cái màn hình chính này. Các bạn thấy không nào? Đấy, nhắc lại nhé, bây giờ lại này, khung nhìn này, menu này, vào đây để chỉnh sửa, vào đây để xem chỉnh sửa xóa, thì có biểu đây lệnh nó rất nhiều này. Sửa xong rồi bấm lên để thoát ra. Đó, xong lại vào cái khung nhìn khác, vừa vào khung nhìn là show on, là xem toàn bộ các lớp. Đây, thì đây là lớp trống nhé, xem các lớp từ thứ 2 đến thứ 7 đây, đúng không? Các lớp đây, xem và sửa. Sửa xong rồi thì có nút gì? Đóng, phải đóng lại, được chưa? Ta bước vào cái khung nhìn là Brow Teacher, là cái khung nhìn là xem toàn bộ giáo viên trong nhà trường. Bấm vào đây, đấy nó ra cái này, đó nhé, xem toàn bộ giáo viên đây. Đấy, xem xong rồi, tích lệnh ở đây, thiện xong có lệnh rồi, đúng rồi, đóng lại. Ta nhớ quy trình nhé. Tiếp theo nữa là cái thực đơn công cụ, là gồm có lệnh mà chúng tôi gọi là công cụ, những cái lệnh phụ, nhưng mà nó cũng rất quan trọng. Ví dụ như là cái lệnh là đổi phương công giảng dạy trong nhà trường, hay là cái lệnh là đổi cho khóa biểu, đặt mật khẩu, hay là gửi cho khóa biểu qua email, hay là các ghi các phương án dự phòng, tôi sẽ nói sau nhé. Rồi, và cuối cùng là chức năng trợ giúp, là cái chức năng mà thể hiện ra các cái thông tin trợ giúp của phần mềm. Như vậy là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 và 6 cái chức năng chính của phần mềm. Ngày xưa thì mỗi chức năng này nó là một cái pop-up menu dài thẳng xuống. Còn bây giờ thì không, bây giờ nó giải ngang trên màn hình như là một cái ribbon, một cái thanh, một cái giải, nó là một cái giải lệnh nhé. Đấy, thì đó là cái điểm khác biệt so với ngày xưa. Rồi, thế bây giờ chúng ta bắt đầu sang phần chính luôn nhé. Bây giờ đang mở cái tiệm này, mình đóng lại. Thì dùng tơ vào hệ thống và lệnh là đóng. Thì đóng lại. Khi đóng lại rồi thì tất cả nó sẽ mở hết đi và ở trên này rỗng không có gì cả. Thế không nào? Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu, tôi sẽ mô tả các bạn những cái đây là đây, trong slide này tôi đã mô tả những cái đỉnh thành cụ đây rồi, như tôi vào thẳng cái phần chính đây. Thì tôi sẽ trình bày hôm nay tôi sẽ trình bày làm hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ mô tả cho các bạn cái quy trình 7 bước ngắn gọn nhất để mà xếp theo các biểu nhanh từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Đó là phần nhất của hôm nay. Phần thứ hai là cái phần tôi sẽ mô tả thêm những lệnh khác mà theo tôi là quan trọng mô tả thêm, và phần thứ hai này cũng là cái phần mà các bạn có thể hỏi tôi trả lời những câu hỏi. Còn cái phần này là phần chính này, quy trình 7 bước nhé. Thì tôi sẽ làm như sau này. Tôi sẽ mô tả từng bước một thao tác ngay trên bằng phần mềm, các bạn có thể quan sát. Nhưng mà chú ý nhé, khi các bạn quan sát tôi trình bày thì ai không hiểu thì giơ tay hỏi luôn.
tôi dừng lại, tôi trả lời luôn chứ đừng để cho nó vượt quá đi, thì sau này chúng ta sẽ bị sẽ nó sẽ dồn lại không hiểu. Mặc dù thầy có biểu là kia nó cũng đơn giản thôi, không phải là không phải là khoa học là phức tạp như là lập trình như là hay là toán, nhưng mà nó cũng có những cái đặc biệt riêng mà chỉ những người sẽ có biểu thì mới hiểu. Còn những ai mà chưa xếp bao giờ ấy, mà vào đây là nó sẽ là rất là bỡ ngỡ. Chứ như bạn nào mà năm nay thì chúng ta phải lắng nghe, thì nó có một số những cái mà nó có một số những thuật ngữ, những từ ngữ mà chúng ta phải nhớ, được chưa? Rồi thì tôi mô tả nhanh cái sơ đồ 7 bước nhé. Đây, nhanh thôi. Bước 1 là khởi tạo tệp dữ liệu và nhập dữ liệu gốc của thầy có biểu. Thì tôi nhắc lại, khởi tạo tệp thì chúng ta khởi tạo đúng một lần. Và nhập dữ liệu gốc là gì? Nhập dữ liệu gốc là nhập cái dữ liệu mà gốc của thầy có biểu mà cũng hầu như chỉ nhập một lần thôi. Là nhập mà tên giáo viên, tên lớp, tên môn. Đấy, ba quan trọng nhất là danh sách giáo viên, danh sách môn lớp học, danh sách môn học. Thì ba cái đó là hầu như không thay đổi. Tất nhiên là có thể thay đổi năm sau ta thêm một năm sau nữa, đã bỏ đi một lớp thì chỉ là rất đơn giản thôi. Năm sau thêm một giáo viên này, giáo viên kia là nghỉ bỏ đi vân. Năm sau thêm một môn học vân thì cái đó rất ít. Còn nói chung là dữ liệu gốc này là nhập một lần không thay đổi thì tôi đưa vào là bước 1 nhé. Bước 1 như vậy là dễ. Bước thứ 2 là nhập thuộc tính môn học và ràng buộc giáo viên. Thì thuộc tính môn học là cái gì? Nó nhanh này. Thuộc tính môn học là những cái tính chất được cài đặt cho môn học để xếp theo cái ràng buộc nào đó. Thông thường đây là thuộc tính liên quan đến sư phạm môn học. Thì với những thuộc tính môn học này hầu như cũng chỉ nhập một lần. Ví dụ như là môn văn trong một tuần có 2 tiết, môn toán trong một tuần có 2 tiết, các môn khác thì một tuần chỉ học một tiết, một ngày một buổi chỉ học một tiết, một buổi chứ không phải là một buổi học một tiết, ví dụ như vậy. Thì là cái thuộc tính môn học này ta chú ý như vậy. Ràng buộc giáo viên là những cái ràng buộc chúng ta đưa vào cho giáo viên, thì ràng buộc này là phải nhập mà hầu như nhập theo từng học kỳ. Nhưng mà ta chú ý một điều là cái ràng buộc giáo viên này là nó rất là đa dạng phong phú mà chúng ta không nên nhập nhiều quá, ít thôi. Khi các bạn đã hiểu sâu về thầy có biểu thì bạn thấy rằng là chúng ta nhập càng nhập nhiều ràng buộc giáo viên thì nó càng loạn, nó càng khó xếp. Đấy, mà chúng ta lại càng khó điều chỉnh. Còn chúng ta nhập ít thôi. Nhập ít thôi là nhập tối thiểu thôi. Thì tôi sẽ nói sao kỹ với cái này. Chúng ta nhập ít thôi thì là vừa đủ nhé. Rồi. Như vậy cái bước 2 là cái bước mà cũng hầu như không có thay đổi hàng năm, hàng học kỳ, nhưng mà không nhiều quá. Vì ở trong nhà trường chúng ta cũng đã hiểu hết giáo viên mình rồi, thì ai như nào thì năm sau cũng thế thôi. Trừ trường hợp mà năm nay nó khỏe mạnh, năm nay đùng mới ốm thì nó khác, phải ta phải sửa lại. Năm nay là khỏe mạnh, năm nay đẻ con thì nó khác. Còn nói chung là bình là nó giống nhau, đúng không ạ? Rồi, tiếp theo là cái bước thứ 3 này là theo tôi là bước quan trọng nhất đây. Là cái bước là nhập cái phân công chuyên môn cho thầy có biểu của cái học kỳ tới này. Là nôm na là phân công gì? Phân công là cái năm tới này là giáo viên nào dạy môn nào cho lớp nào và phân bổ cho một tuần là dạy bao nhiêu tiết. Đấy. Và cái bảng phân công này là ta phải phân công cho sáng riêng và chiều riêng. Có thể là gộp lại cả sáng ra chiều nhưng mà nên tách ra sáng riêng chiều riêng cho nó hợp lý hơn, được chưa? Đó. Thì chúng ta chú ý là cái bước thứ 3 là theo tôi là cái bước mà quan trọng nhất. Vì nếu cái bảng bước thứ 3 mà chúng ta chỉ nhập nhầm một tí thôi, đã nghĩa là cô Hà dạy văn lớp 7A mình lại ghi nhầm thành 7B thế thôi, rồi xếp xong hết rồi thì hóa ra là nhầm. Đã nghĩa là dạy 7A là nhầm 7B, nhưng 7A là người khác vào dạy, nên mà ta phải đổi lại rất phức tạp, khi là phải xóa lại toàn bộ bàn cờ mà và xếp lại. Đấy, thì bạn biết rồi là khi chúng ta xếp xong rồi thì việc tinh chỉnh rất là khó, tất cả đều vướng víu vào rồi, không thể nào mà có thể đổi được, cho nên rất là khó. Chứ cái bước 3 này là phải nhập cẩn thận, chính xác, không được sai, chỉ sai một tí thôi là khi mà sau này ta sẽ phải làm lại nhé. Vậy bước 3 là bước mà theo tôi là khó nhất về mặt là ta cần nhập chính xác. Sang đến bước thứ 4
là các bước chuẩn bị xếp kho biểu để chuẩn bị cho bước 5. Thì bước 4 tôi đã dành hẳn cái bước riêng rất quan trọng. Cái bước này là cái bước mà chuẩn bị những cái công việc như là đặt cái tạo khuôn cho môn học, rồi xếp tiết chào cờ, xếp tiết sinh hoạt. Chúng ta sẽ hiểu sâu về sau thế nào là chào cờ, thế nào là sinh hoạt nhé. Hiện nay một số nhà trường vẫn lẫn lộn giữa hai cái này. Và chuẩn bị những cái khác để dành cho cái bước thứ năm. Như vậy là cái bước 4 mà chúng ta cái bước 4 cũng nhiều nhà trường làm sai vì không hiểu cái bản chất của cái phần mềm thì không hiểu, hay không hiểu cái tính năng của phần mềm này, chứ là làm sai cái bước 4. Rồi, khi bước 4 làm xong rồi thì coi như là hòm xong rồi đấy. Chúng ta sang bước 5. Bước 5 là chỉ biết là bước là bấm nút là chờ xếp 100% thì có biểu. Đó, bước 5 là cái bước là cái lệnh mà tôi vừa nói lúc nãy đấy, lệnh rất quan trọng. Lệnh đó là lệnh mà của chúng tôi là cái lệnh mà xếp bấm nút thôi là xếp xong thì có biểu. Thì cái lệnh bước 5 là cái lệnh rất rất ngắn thôi, nhưng mà tôi xếp để riêng ra thành bước 5. Đấy. Khi mà chúng ta làm xong cái bước 3 nhập chuẩn xác, bước 4 chuẩn bị tốt, thì bước 5 chúng ta bấm nút là xếp xong. Mà xếp xong tức là gì? Xếp xong tức là xong rồi. Thì mà lý thuyết là xong rồi, chúng ta có thể in ra và phát cho giáo viên rồi, mà thiếu biểu còn in ra thì như vậy không bao giờ bị trùng giờ trùng tiết, không có chuyện là hai ông thầy chui vào một lớp dạy cùng một tiết cả, không có chuyện như vậy, là nó bảo đảm chuẩn xác rồi. Thì tội là có thể nó hơi xấu trong nghĩa là gì, là trong nhà trường khi xếp 100% ấy thì bao giờ có một nửa hay là già nửa là thấy rất đẹp, thấy thiếu biểu của mình là rất đẹp, nhưng mà già nửa còn một nửa còn lại thấy thiếu biểu của mình là xấu và họ sẽ kêu. Đấy, thì chúng ta sẽ phải sang bước 6. Thực ra cái bước 6 mới là cái bước mà là bước mà nó thể hiện cái kỹ năng của mỗi người. Mà người ta nói cái anh này là xếp giỏi lắm, anh kia xếp giỏi lắm ở cái bước 6 này. Là chúng ta có thực sự có hiểu biết phần mềm, có đủ kỹ năng, đủ cái kinh nghiệm để chúng ta có thể tinh chỉnh được hay không. Thì cái bước 6 là cái bước mà gọi là quan sát và tinh chỉnh dữ liệu ngay trên màn hình. Như thế tôi nói cho cái bước 6 là bước mà rất nhiều người, rất nhiều giáo viên là không thạo bước 6 này. Chúng ta cứ làm đến bước 5 thôi. Và sau này vì chúng ta không thạo cái bước 6 này cho nên là nhiều nhà trường là như sau này. Giáo viên là khi chúng ta xếp xong rồi, sau này muốn tinh chỉnh, giáo viên A, B kêu xấu, chúng ta lại chỉnh bằng tay ở bên ngoài. Chỉnh tay bên ngoài xong rồi ta lại đưa nó vào phần mềm, như vậy là hoàn toàn là sai. Cái ý muốn của phần mềm của chúng tôi là tôi làm cái này 30 năm nay rồi, là muốn chúng ta là biến cái thầy kho biểu thành cái gì? thành cái công cụ của chúng ta, và chúng ta phải tư duy theo một cái kho biểu. Vậy bước 6 là bước như vậy, nhưng bước 6 có thể là không làm, hoặc có thể làm rất nhanh 1-2 tiếng, có thể làm cả ngày hoặc vài ngày cho thật đẹp cơ thể kho biểu ưng thì thôi. Nhưng mà cái bước 6 tôi thêm một câu là không bao giờ chúng ta có thể tạo một kho biểu ưng ý toàn bộ giáo viên. Bây giờ các bạn đặt ra đích là chỉ cần ưng ý là 80 ông là được rồi, còn 20 ông còn lại thì xấu lại thành bằng kệ thôi. Chúng ta phải hy sinh một vài, trong nhà trường chúng ta bao giờ phải có một số người phải hy sinh, trong xã hội cũng vậy thôi, có một số người bây giờ không được công bằng toàn bộ, và nó có một số người được công bằng hơn, tốt hơn, còn một số người bị thiệt thòi hơn, thì ở trong nhà trường cũng vậy thôi. Hiện nay là tôi biết là rất nhiều trường làm như này, họ biết là cái chuyện là nhà trường bao giờ chỉ có 80% các ông bà là ưng ý, thì ông bà nó thường im lặng, còn 20% ông bà lại xấu thì hay kêu. Đấy, thì cách làm như sau này, chúng ta sẽ phải hoán đổi, tức là theo biểu của chúng ta là cứ khoảng 2 tuần, 3 tuần đổi một lần, hay 1 tháng đổi một lần. Thì 1 tháng sau chúng ta đổi cái ông bằng số xấu, đổi sang thành tốt, còn cái ông tốt sẽ thành về xấu. Thì đó là một số nơi nó làm như vậy đấy. Thì cho nó luân phiên, trong nhà trường là lúc nào có người tốt, có người xấu, chứ không phải là có một ông bà nào nó là xấu toàn bộ đầu đến cuối. Thế là tùy từng trường một. Khi mà bước 6 là xong thì chúng ta sẽ ấy thôi, chúng ta sẽ bước 7 là đơn giản là in ấn báo cáo, xuất bản dữ liệu và thử thấu biểu cho từng lớp, từng trường, qua email vân vân. Thì đó là 7 bước nhé. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang mô tả từng bước một cho nó nhanh nhé. Đây. Đây. Cái bước là khởi tạo dữ liệu thầy kho biểu thì bao gồm là chúng ta sẽ khởi tạo một cái tệp mà có đua là SDKB trong máy tính, và cái tệp đó là tạo một lần và dùng mãi mãi. Nhưng lại sau đó chúng ta sẽ nhập sửa những thông tin cơ bản như này. Tôi nói xong thì thật ra những thông tin này là không quan trọng lắm, mà tôi cũng sẽ nói tiếp theo nữa là chúng ta nhập dữ liệu gốc bao gồm danh sách môn học, danh sách giáo viên, lớp học, phòng học vân vân,
Thế thì đó là ba slide này, một này, hai, ba slide này là mô tả cái bước một nhé, cái bước một. Thì tôi mô tả luôn này, rồi tôi vào đây, rồi chúng ta bắt đầu theo cùng tôi làm nhé. Thế đây là mình, chúng ta mở ra đây như thế này, và chúng ta khi lần đầu tiên ấy thì chúng ta phải tạo tệp thì có biểu, còn từ lần thứ hai trở đi thì không cần, chúng ta mở thôi. Nên thì nó có lệnh mở này, lệnh mở và lệnh tạo mới nhé. Tôi tạo mới này, đây bấm vào đây nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ tạo mới này, thì nó sẽ trải qua là 1/4 bước, 1/1 bốn bước nhé. Thì ở đây là gồm có mã trường và tên trường. Mã trường thường là một tên ngắn. Thông thường cái mã trường này chính là cái tên file. Cái trường chúng ta là trường Chuân A chẳng hạn, ta biết là CVA ở đây nhé. Còn bên này là ta ghi đầy đủ tên trường. Bên này mình là Trung học phổ thông Chuân A. Ví dụ lấy ví dụ như vậy nhé. Họ tiếng Việt thoải mái nhé. Việt Unicode chứ. Ở đây chúng ta ghi cái tên thành phố ở đây nhé. Còn liên khóa thì phần mềm tự động. Phần mềm sẽ tự động chúng ta có thể điều chỉnh được, chúng ta có thể điều chỉnh được. Năm liên khóa điều chỉnh được nhé. Đó. Nhưng mà phần mềm sẽ tự động dựa vào cái thời gian hiện thời và mình của mình, phần mềm sẽ tự động đặt ra nó học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học nào. Thì đó là cái bước thứ nhất nhé. Bước số 2. Bấm vào đây. Bước số 2 là chúng ta chọn tên tệp, thì mặc định tên tệp là cái tên của cái mã trường nhé. Và phần mềm đặt cái đuôi là SDKB. Còn ở đây là cái thư mục mà chúng ta muốn lưu. Các bạn chú ý nhất, rất quan trọng, mỗi người phải có một thư mục riêng của mình để lưu cái tệp TKB. Thì mặc định là phần mềm đưa vào cái dữ liệu, cái thư mục dữ liệu của chung của hệ thống mà chúng ta cũng không nên dùng. Chúng ta nên có một cái dữ liệu riêng của mình đặt ở cái ổ đĩa khác của mình. Như tôi như tấm này, tôi đặt này, tôi chọn cái thư mục của tôi hay dùng đây, tôi chọn ổ D, cái thư mục mà hàng ngày tôi vẫn đang làm, hay tôi vẫn đang làm trên chỗ nào đây, cái thư mục mà tôi hay dùng để mà ta tập huấn giáo viên, ta để vào đây. Ví dụ hôm nay là cái buổi tuần hôm nay là cái buổi tập huấn đâu rồi, tôi ghi đây sẵn này. Ví dụ nhé, tập huấn để tháng 8 này đấy, để tập của tôi nhé. Ok rồi, thì đây là cái thư mục của tôi riêng của hôm nay. Đó là bước 2/4 nhé. Sang đến bước 3. Bước 3 là bấm vào đây, bước 3 là chọn cái kiểu trường. Cái kiểu trường này thì phần mềm sẽ tự động tạo khối lớp hệ thống đây. Như là tiểu học thì nó như thế này, còn trung học cơ sở thì như thế này, phổ thông là như thế này. Chúng ta chú ý là phần mềm tự động tạo ra những khối như là 11, 12, khối sát, khối chiều của toàn trường. Còn chúng ta có thể là bổ sung thêm nhé, sung thêm thoải mái. Ví dụ năm nay chúng ta là trung học phổ thông gồm có thế này, sân năm chúng ta lại bổ sung thêm là khối 9, mở thêm chúng ta sẽ mở thêm được thoải mái, không ảnh hưởng nhé. Rồi bấm đây tiếp tục này. Đó là bước 3. Ở bước thứ 4 là phần mềm sẽ cho chúng ta tạo sẵn môn học, đỡ phải nhập lại. Hôm nay không có thầy à? Ta nên chọn nhé. Đấy. Thầy ơi, ừ. Chúng ta nên chọn nhé. Đây, thì là đề các môn cơ bản, tôi bấm lên môn phụ cho hết đi, cho nó dài ra, cho thừa ra, thừa hơn thiếu. Sau này chúng ta lất đợi chúng ta có thể xóa được. Đây là phần mềm tạo sẵn rồi, dài gì mà không dùng nhé. Thì ở đây, các môn phụ là có đủ hết carbon từ trên này xuống dưới nhé. Ở đây tôi nhắc lại các bạn một chút này, ở đây này, chú ý là thông thường nói sau nhé, chúng ta có thể chỉnh sửa sau và kết thúc. Rồi, thì kết thúc ấy, phần mềm tạo ra luôn một file. Đây, và mở luôn hai file đó ra. Cái file đó là file là cva.stkb. Và cái trường của tôi đã được tạo xong. Và nhắc lại, đây là cái tệp mà chúng ta tạo đúng một lần thôi và dùng vĩnh viễn. Nhắc lại các bạn nhé, không bao giờ xóa, không bao giờ sửa, chúng ta chỉ cần dùng một lần thôi. Thì đa số các trường chỉ khi ta mua mới thì dùng mới tạo cái này. Còn nó cũ rồi, chúng ta sau có mở ra nhé. Rồi, thì bây giờ tôi đi về này, tôi đóng này, đóng tiệm lại này và đi về nhà. Sau hôm sau tôi lại mở ra, bấm vào đây mở ra. Được chưa? Mở ra và tôi tìm cái tệp của tôi. Đây, tệp của tôi vừa tạo ra đây, ngày 18 tháng 8 lúc 9 giờ sáng cái này. Bấm vào đây và mở ra nhé. Đấy, mở ra đây. Được chưa? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu mô tả các thao tác chính nhé. Thì đầu tiên tôi mô tả cái thao tác là nhập các cái thông tin hệ thống và thông tin gốc của file để các biểu. Tất cả chỉ nhập một lần thôi. Chúng ta vào phần dữ liệu, tất cả phần dữ liệu hết nhé. Dữ liệu là cái nhóm lệnh dùng để nhập các cái thông tin gốc nhé.
Thì đây tôi trong cái này thì có, thực ra nó chỉ có các cái quan trọng nhất là gì, trong cái, trong bước một, bước một nhé, bước một là cái bước nhập thông tin gốc ấy, gồm có nhập lớp này, nhập giáo viên này, đó, nhập môn học này, đó, nhập môn học quan trọng nhé. Rồi đó là ở cái bước một. Ngoài ra thì tôi sẽ nói thêm một chút về hai lệnh này. Hai lệnh này rất nhiều người là bị nhiều người, nhiều giáo viên là bị hiểu nhầm. Tôi nói luôn này, cái số tiết chuẩn này này là nhập cái số tiết chuẩn mà phần mềm đã lưu sẵn, thì chúng ta có thể sửa hoặc có thể không, bỏ qua cũng được. Cái số tiết chuẩn này theo tôi là không quan trọng. Rất nhiều giáo viên là cái hiểu nhầm cái này là quan trọng, thực ra là không quan trọng. Tức là cái chỗ này là chúng ta hoặc là có thể, khi mà chúng ta nhập cái bảng không chuyên môn ấy, chúng ta hoặc là có thể điều chỉnh trực tiếp trên màn hình mà không phụ thuộc vào cái này. Cái này nó chỉ có ý nghĩa là có là sau này trong cái có là sau này khi mà tôi dự kiến là sang năm tôi sẽ nâng cấp cái phần mềm lên để nó hỗ trợ hoàn toàn cho cái mô hình giáo dục phổ thông mới ấy. Từ còn bây giờ là chương trình phổ thông mới của chúng ta là sẽ bắt đầu từ năm nay thôi. Năm nay là lớp 1, sang năm lớp 2, 6 và sang năm 26 và sang năm nữa là lớp 3, 7, 10. Cứ thế sau 4 năm là chúng ta sẽ phủ kín. Thì năm nay lớp 1 thì từ sang năm thì tôi sẽ nâng cấp lên và sẽ đưa ra cái chỗ mà liên quan tới chuẩn sẽ chuẩn hơn. Hiện nay nó chưa, hiện nay nó vẫn đơn giản, chúng ta có thể bỏ qua. Còn ở chỗ này, lệnh này là cái lệnh mà chúng ta có thể sửa được tại chỗ, theo tôi có thể có ích, tôi mở lại cho bạn xem nhé. Đây, lệnh này gồm có cái gì này, chúng ta có thể sửa những sau này. Chúng ta có thể sửa là sửa tên trường này, sửa mã trường này, rồi sửa niên khóa này, sửa học kỳ. Đấy, như vậy chúng ta, lệnh này lệnh khi chúng ta mà hết năm học, chúng ta chỉ việc đổi năm học, đổi học kỳ là có thể dùng nó sang cho năm học sau. Còn ở đây, ở chỗ này thì là năm nay chúng ta chưa cần đến đâu. Thì ở đây phần mềm mặc định là đã có một cái chương trình cơ bản rồi. Thì chúng ta tất cả lớp nằm chương trình cơ bản. Còn từ các cái ban A, ban C là ngày xưa thì nó không tính được cơ bản thôi. Hay là tất cả các cái nhà trường đều có một chương trình thôi, chương trình cơ bản. Trừ những trường nào mà trường quốc tế có thể thêm là cái chương trình thứ hai, chương trình. Thì mỗi chương trình như này là cái gì? Mỗi chương trình này là có một cái, nó có một cái bộ tiết chuẩn ban đầu riêng. Chúng ta có thể nhập từng theo bộ đó. Và mỗi lớp sẽ nằm trong một chương trình đó. Thì hiện nay phần mềm hỗ trợ cho maximum ở đây là 10 là 20 chương trình, thế là 20 chương trình, thực ra cũng chả đến. Nhưng mà từ 25 trở đi đấy, theo chương trình mới đấy, theo chương trình giáo dục phổ thông mới ấy, thì là nó tương đối phức tạp. Học sinh lớp cấp 3 là được quyền lựa chọn rất nhiều lựa chọn khác nhau. Học sinh được quyền lựa chọn là 5 môn trong số hơn 10 môn, và phần mỗi môn đó phải nằm trong 3 cái nhóm: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nghệ thuật, quả chú ý nhé, thì nó phức tạp hơn. Thì sinh năm tôi sẽ sửa lại lệnh này ở sinh năm. Bây giờ thì chưa cần, chúng ta có thể bỏ qua. Ở đây nữa là địa điểm. Thì làm ở đây là phần mềm là tự động gán cho tất cả trong nhà trường chúng ta là cho phép chúng ta là có 10 địa điểm. Thì mặc định tất cả các lớp là ở địa điểm 1. Được chưa? Thì đây chúng ta lệnh đây là vì lệnh là ghi vào thôi. Ví dụ tôi ghi tên vào đây là địa điểm 1 là Hà Nội, lấy ví dụ như vậy, ở Hoàn Kiếm chẳng hạn, lấy ví dụ đấy nhé, Hoàn Kiếm. Giả sử địa điểm 2 là ở Hà Đông, kích vào đây và thăng nhập, ví dụ như thế. Cái này, chỗ này, cái này chẳng qua chỉ là ghi thêm cái thông tin về cái địa điểm thôi. Thì mặc định các lớp, khi chúng ta tạo lớp là nó mới định được địa điểm 1. Chúng ta có thể gắn cho địa điểm 2, 3. Đấy, thì phần mềm sẽ làm như sau này. Phần mềm sẽ xếp tự động như sau này. Là mặc định nhé. Mặc định là không cho phép một giáo viên là một buổi học dạy ở hai địa điểm. Không cho phép là tiết 1 dạy ở Hoàn Kiếm, không tiết 2 là về Hà Đông, không được. Trong một buổi sáng như vậy là học cả buổi sáng là ở một nơi thôi. Đến chiều có thể chuyển sang địa điểm khác. Đấy thì là đó là cái ràng buộc mà cái ràng buộc này nó chỉ có ở một số các trường lớn, các trường như trường Lương Thế Vinh Hà Nội chẳng hạn. Hay là một số trường ở địa phương nó xa xôi, nó có nhiều địa điểm khác nhau như này. Thì chúng ta có thể đặt như vậy. Cũng theo tôi là cũng quan trọng nhé. Thế thôi, thì đây là cái phần thông tin trường học được nằm ở trong cái mẫu dữ liệu và các thông tin này cũng nhập một lần thôi. Rồi, thế bây giờ tôi sang cái phần chính của ngay bây giờ là nhập thông tin ba cái chính này nhé. Thông tin lớp thì tôi vào đây nhé. Thì đây này, phần mềm sẽ lưu trong máy tính là hai danh sách lớp, lớp sáng và lớp chiều.
thì chúng ta có thể nhập ở trên cái dòng này, chúng ta gõ đây và chúng ta bấm nút thêm. Còn nút cập nhật là nút sửa thôi. Nhé, bây giờ ta nhập nhé. Thì đối với lớp nó ngắn, tên nó ngắn, chúng ta có thể là nhập nhiều lớp trên một dòng cách nhau bởi số cách. Ví dụ nhé, ví dụ lớp chúng ta là khối 10. Khối 10 ta gõ 12A, 10A là 10B, và ví dụ ta gõ, khi ta gõ nhiều lớp trên dòng một dòng như này thì cái lớp này là cô có cùng một thuộc tính là học buổi sáng, buổi chiều hay cả ngày. Học cả ngày tức là gì? Là ngày tức là học cả sáng cả chiều. Thế ra đây là cả hai cột sáng chiều. Ví dụ ta chọn lớp 10 là học sáng chẳng hạn. Lấy ví dụ thế nhé, 10 học sáng, được chưa? Đây là vị trí lớp này. Đấy, chọn vị trí lớp ở đây nhé. Đấy. Còn đây là chọn gì? Chọn chương trình đào tạo. Thực ra cái chọn này nó không có ý nghĩa gì mấy, cái chương trình đào tạo nó chỉ có ý nghĩa là gì? Là nó sẽ gán mặc định cái môn học cho lớp đó thôi. Còn chúng ta có thể điều chỉnh vô tư, chúng ta có thể hoàn toàn trong quá trình chúng ta làm thì chúng ta có thể thay đổi bất kỳ, không phải là cái này nó chỉ đóng vai trò là nó gán cái mặc định ban đầu chứ nó không quan trọng. Không quan trọng. Ở đây quan trọng nhất là chỗ này, là ở đây này. Đó, quan trọng là vị trí lớp thôi. Mặc định là tất cả các lớp nhập vào đây là ở cùng một vị trí nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta khi nhập xong rồi chúng ta bấm nút thêm, nó sẽ vào. Bên này là lớp 10 là buổi sáng. Thì tôi nhập lớp 10 11 nhé, 11A 11B 11C 11D là buổi chiều. Thì chúng ta chọn đây là buổi chiều. Buổi chiều. Khi buổi chiều thì nó sẽ tự động vào đây là buổi chiều ngay và bấm nút thêm sẽ vào đây là buổi chiều. Ta sửa tôi nhập thêm là khối 12. Ta sửa mình khối 12 là lớp học cả sáng cả chiều. Ta sửa như vậy nhé. Thì tôi gõ là 12A 12B 12C 12D. Như vậy là lớp 12 này là học cả sáng cả chiều. Tôi để là cả ngày nhé. Khi tôi bấm nút cả ngày ở đây, bấm nút thêm thì máy sẽ đưa vào cả hai bên. Bạn thấy không nào nhé. Rồi, thì như vậy chúng ta chú ý là tôi thêm một chút nữa mở rộng nhé, là ở trong máy tính là nó lưu hai cái danh sách là lớp sáng và lớp chiều. Đấy. Nhưng mà nó thêm là trong máy tính còn lưu một sách thứ ba nữa nhưng mà gọi đấy không hiện ra, ngầm. Sách thứ ba nữa là tất cả các lớp trong nhà trường là cả sáng cả chiều vào một cái hình như ở đây nhé. Sáng là lớp 10 là vào khối 12, lớp chiều là 11 và 12, còn trong máy tính còn lưu một danh sách khác là cả 10, 11, 12 ở trong đó. Trong sách đó là nó không hiện ra, nhưng máy nó luôn lưu. Và chúng tôi cũng sẵn sàng để dùng cái đó trong các cái chức năng khác, trong chức năng khác sau này. Ví dụ cái chức năng là ta có thể view theo cái biểu cả ngày chẳng hạn, lấy ví dụ như vậy. Thì chức năng đó là sẽ để dành nhé. Rồi. Thì chúng ta nhập xong cái lớp này thì một lần thôi. Còn đến sang năm chúng ta có thể bổ sung thêm hoặc xóa, ta bấm lên ta xóa này, bấm lên lại xóa này. Thì xóa là xóa, có thể xóa riêng từng sáng và xóa riêng buổi chiều riêng nhé. Xóa này, xóa riêng này, rồi thêm riêng. Bấm lên là xóa này nhé. Nếu khóa xóa 10A thì bấm lên là xóa này. Đó. Rồi, xong rồi thì đóng lại nhé. Vậy là xong lớp. Các bạn đã hiểu chưa? Bước thứ hai là cái lệnh thứ hai là lệnh nhập giáo viên. Giáo viên nhé. Giáo viên thì chúng ta nhập mà đây thì bắt buộc phải nhập từng người một. Thực ra là phần mềm có chức năng là nhập từ Excel nhưng mà thôi, tôi không nói cái lệnh đó, các bạn tự tìm hiểu về lệnh, nó lệnh gọi là lệnh nâng cao rồi. Mà chúng ta chỉ khó nhập từng người một đi thì không, các bạn đừng ngại nhập một lần thôi mà. Nên chúng ta lớp nào có nhiều nhất, lớn nhất, nhân lớn nhất toàn quốc thì chỉ có thể được 100-200 giáo viên là hết. Thì bình thường các trường chỉ còn 50 giáo viên thôi, thế nên thì nhập một lúc là xong. Không ngại. Thì giáo viên chúng ta nhập sao? Chúng ta nhập từng người một. Và mỗi một người chúng ta nhập tên và mã. Tên và mã, hai cái này thôi. Và cái nam nữ này, ngày sinh này chúng ta tùy chúng ta lựa chọn, chúng ta nhập sau cũng được, không quan trọng. Rồi là đây có địa chỉ và điện thoại và email. Email này quan trọng, nhập sau cũng được. Email này là dùng để chúng ta có thể gửi email để cho từng giáo viên một. Tất cả cái này là có thể nhập sau, không quan trọng, bằng hai cái này nhé. Thì tôi lại này, mỗi giáo viên có một cái tên đầy đủ và một cái mã. Mã là cái mã mà bắt buộc trong nhà trường là phải hai người là phải khác nhau từng một, không có ai, không hai giáo viên nào là cái mã là trùng nhau. Cái mã chính là cái chúng ta dùng để tư duy, để xếp cái biểu cho người đó. Cái tư duy của xếp cái biểu là phải xếp cái mã này vào đây, cái mã này vào kia. Thì đây ví dụ nhé, tôi gọi cái tên đây, ví dụ như là gọi tên đầy đủ.
khi tôi gõ cái tên như này thì phần mềm tự động nó tạo ra là cái tên mã, cái mã là tên. Giả sử lớp chúng ta là có, đây thì biết là Bùi Việt Hà, nhưng đây không phải là chữ Hà, nhưng mà lớp chúng ta trường đã có rất nhiều Hà. Thì để này không được, chúng ta phải để viết là ta sẽ đổi mã đây là Hà 1 hoặc Hà 2 hoặc là Hà Hà Văn, Hà Toán. Ví dụ như này, chúng ta phải làm ở các trường các bạn làm viết là Hà Toán đi, Hà Toán nhé, bấm nút thêm. Đấy, các bạn đây. Nhưng mà tên đầy đủ là Bùi Việt Hà và mã giáo viên là Hà T. Thì cái tên đầy đủ này là dùng điểm gì? Dùng để ta in chính thức các thầy cô biểu ra để in ra cho học sinh xem. Còn cái mã này này dùng để hiện trên thầy cô biểu để giáo viên tư duy và xếp, tư duy và điều chỉnh xếp. Khi xếp, khi mà chuyển tư duy này, chúng ta không để tư duy là ở trường chúng ta có hai người tên là Nguyễn Văn Bình thì không biết đâu, chúng ta không thể dùng tư duy là dùng từ Nguyễn Văn Bình để chúng ta tư duy ta điều chỉnh được. À, ta phải biết là bình 1, bình 2 hay là bình hói, bình bình thường, bình lùn, bình thấp, bình cao chẳng hạn, hay là bình văn, bình toán. À, như vậy ta chuyển bình văn sang đây, bình toán sang đây thì cái tư duy chúng ta là phải tư duy trên cái mã giáo viên nhé. Rồi ta làm thêm này, bấm nút nhà thêm này, lại thêm người nữa nhé, người số 2 nhé, là Nguyễn này. À, bấm trên này chứ, à đây Nguyễn Văn Bình, và bình này là bình một. Bấm nút thêm. Đấy, như vậy chúng ta cứ làm như vậy từng người một nhé. Mà là chúng ta có thể gọi họ nhập đủ hoặc là nhập ngắn cũng được. Từng gọi ngắn nhất là An, An nhanh nhé. An này là An một, An một thêm An một, An hai cũng đây là An, An này là An hai. Chúng ta có hai An, đặt tên là An một, An hai. Cái lấy ví dụ như vậy thôi nhé. Đó, như vậy là tên này và đây là mã này. Thêm vài người đấy nhanh để ta làm nhanh thôi. Này, bình nữa này. Bình này là bình 2 nha. Thế nhưng mà chỉ khó nhập một tí thôi nha. Trần Anh nha. Anh này là anh V, anh này là anh Văn. Hai chúng ta có hai Trần Anh đi. Anh này là anh S thì là anh Sử nha. Ví dụ như vậy. Đó. Thì chúng ta cứ thêm lớp này thôi, chúng ta chỉ lập lên. Sau đây chúng ta có thể xóa đi. Bấm vào đây và xóa đây, xóa đây nhé. Rồi thì đó là cái nhập giáo viên, chúng ta nhập đúng một lần, không nhập nhiều lần nhé. Và nếu sau chúng ta có thể bình tĩnh, chúng ta có sửa lại nam hay là nữ, sửa lại ngày sinh vân, ta nhập sửa sau cũng được, không quan trọng. Rồi nhập lại địa chỉ, nhập điện thoại, nhập xong. Còn cái thứ nhất là vẫn là nhập tên và mã, vì cái này là cái nó in ra ở trong cái thẻ có biểu của chúng ta, in ra thì được toàn trường, in ra thì được cho từng giáo viên và cho từng nhóm lớp, từng lớp, từng nhóm giáo viên nhé. Rồi xong, đó là cái phần thêm một chút nữa ở đây, chúng ta có thể điều chỉnh cái thứ tự của nó đây. Thì tôi muốn cho cái Trần Anh lên trên, bấm này lên trên ngay, hay lên trên, thấy không nào? Trên cùng đó, trên cùng. Chúng ta có thể thay đổi sắp xếp của các giáo viên ở đây. Lớp học cũng vậy nhé. Rồi chú ý rằng chúng ta thì thẩm ra ghi lại nhé, để nút ghi lại này, chúng ta ghi lại nhé. Đó, ghi lại xong nó sẽ mở đi này. Rồi tiếp theo nữa là môn học. Rồi đây thì môn học là như sau, thì phần mềm sẽ xử lý như sau. Chúng ta phần cái trong những cái dữ liệu gốc môn học theo tôi là quan trọng. Thì ở bước trên chúng ta đã nhập mà các lớp mà theo thông tin nhanh rồi thì nó thừa ra, người ta có thể xóa đi một vài môn. Như là môn nghề, lĩnh vực nghề ta xóa, ta bấm nhận. Ở đây có chức năng là thêm này, cập nhật. Nhá, và xóa đi. Tôi xóa đi một bài môn theo tôi là không quan trọng nhá, ví dụ thế nhá. Rồi. Kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật chứ này không cần nữa, xóa đi. Tôi lấy ví dụ thế nhá. Đúng không? Ngoại ngữ là công dân, âm nhạc, nghệ thuật. Âm nhạc, nghệ thuật tôi bỏ cái nhạc đi, tôi lấy ví dụ nhá. Xóa đi. Thể dục, giáo dục quốc phòng, ok, xong rồi nhé, đây là những môn chính nhé. Rồi, thì các bạn chú ý này, các bạn chú ý nhé. Mỗi môn học nó sẽ có là tên môn và mã môn, đấy, mã môn. Nhé. Thì bọn chúng tôi đưa ra cái quy tắc đơn giản thôi, chúng ta tuân theo, cái này không bắt buộc, không phải là hoàn bắt buộc hoàn toàn, nhưng mà nên là tên môn thì chúng ta nhập đầy đủ tên tiếng Việt và có dấu, nhưng mà cái mã môn chúng ta chỉ gõ chữ nhanh và gõ chữ hoa nhanh để cho mọi người nhớ nhé. Đó. Thì trong cái môn học mà ta chú ý có hai điều sau đây này. Điều thứ nhất ấy là chúng ta chú ý là cái môn sinh hoạt
là phải có và nằm ở đầu của danh sách. Các bạn chú ý nhé. Sinh hoạt là môn thì theo tôi định nghĩa, chúng tôi định nghĩa là môn sinh hoạt là cái môn mà giáo viên chủ nhiệm phải làm và phải ở đó, phải dạy một tiết trong một tuần, phải có một tiết ở đó. Và chúng tôi định nghĩa giáo viên sinh hoạt, dạy sinh hoạt chính là giáo viên chủ nhiệm. Nhưng các bạn chú ý nhé, thì là quy định của phần mềm của chúng tôi đấy. Trong tương lai có thể thay đổi thì sau tôi là tôi bàn sau, có thể trong tương lai tôi sẽ thay đổi cái này. Nhưng mà trước mắt cho giờ phút này là mặc định là giáo viên chủ nhiệm được định nghĩa là giáo viên dạy môn sinh hoạt cho lớp đó. Cho nên môn sinh hoạt là cái môn mà dạy, mỗi giáo viên chỉ được dạy một lớp một môn sinh hoạt thôi, không được phép dạy là nhiều lớp môn sinh hoạt. Còn đối với môn khác vô tư, giáo viên có thể dạy là môn toán cho 2-3 lớp, văn 2-3 lớp, nhưng môn sinh hoạt dạy cho một lớp thôi. Và trong danh sách của chúng ta, môn sinh hoạt là môn đầu tiên, rất quan trọng, đặt ở đầu tiên danh sách chúng ta đối không được xóa. Mặc dù là cho phép xóa, nhưng mà chúng ta không nên xóa nhé, không nên xóa. Được rồi, tiếp theo là ở đây chúng ta sẽ có thể đặt ra các thuộc tính của môn đó. Môn đó là môn tự nhiên hay môn xã hội? Đây là môn toán này, là môn hoặc là môn chính hay là không? Đấy. Thì những cái này nó chỉ có ý nghĩa sau này, nó chỉ có một ý nghĩa là khi cho chúng ta có thể đánh giá được cái biểu. Ví dụ là sau này chúng tôi có những tiêu chí đánh giá là trong một ngày, trong một cái buổi mà 5 tiết mà toàn bộ là xã hội cả hay toàn bộ là tự nhiên hay là toàn bộ là môn chính thì nó là rất là dở, tức là cái học đó rất là nặng. Nên phân bổ đều là vừa tự nhiên vừa xã hội, hay là vừa môn chính vừa không môn chính, là môn phụ thì hơn. Rồi, tiếp theo nữa tôi đề nghị một cái thông tin rất quan trọng mà các bạn chú ý. Như các bạn này, các bạn là theo tôi các bạn nên ghi lên giấy, ghi vào cái quyển sổ ta nhớ. Là mỗi môn học nó có một tham số rất quan trọng, là tham số là số phòng học của môn. Đây này, mặc định chúng tôi ghi đây là 150. Đó là cái gì đây? Nhá. Thì đây là cái này, đây là một con số mà quan trọng vì nó liên quan đến cái việc xếp, nó là liên quan đến một cái ràng buộc cứng của thời khóa biểu. Bắt buộc thời khóa biểu là phải theo. Là như sau, là đây là cái số phòng học của môn, tức là gì? Ý nghĩa của nó là như này, là tại một thời điểm chỉ cho phép maximum là 150 tiết học của môn đó trong nhà trường. Được chưa? Thì ở đây nó có ý nghĩa như này này, các bạn chú ý nhé. Thực tế thì nó không bao giờ xếp được 150. Thực tế là môn toán nha, ở nhà trường chúng ta thì thực tế là tại một thời điểm cùng lắm là nhà trường chúng ta có 10 giáo viên toán, cùng lắm là 10 giáo viên dạy toán thôi. Nhưng mà cùng lắm là chỉ là 10 tiết, cùng lắm là một cái điểm là 10 tiết, đúng không ạ? Thì là để này là để cho nó maximum thôi, chứ còn thực ra là tại một thời điểm thì phần mềm sẽ xếp maximum tại một tiết học trong nhà trường là số tiết học môn đó của một nhà trường là bằng đúng số giáo viên, tức là vào tiết đó là toàn bộ giáo viên toán là lên lớp hết nhé. Rồi thì cho chú ý là nó có một số những điều kiện ở đây có ý nghĩa như sau nhé. Lấy ví dụ là với môn đây, với môn tin học là cái môn mà nó có phòng học tin, thì các lớp có thể đăng ký để vào phòng học tin. Thế thì thật sự chúng ta là có 3 phòng tin đúng không ạ? Thế thì nếu mà để cho lớp đăng ký bừa bãi thì có thể tại thời điểm có 4 lớp đăng ký không thì không vào được, không lớp là phải chịu chết đăng ký không vào được, vì là có 4 lớp có thể vào 3 phòng tin học được. Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ chỉnh sửa số này thành số 3. Đấy, số 3. Đó. Thì có ý nghĩa như sau, có ý nghĩa là gì? Là tại một thời điểm chỉ có maximum là 3 tiết tin. Đấy. Nhưng mà chúng ta có 5 giáo viên tin. Nhưng mà tại thời điểm có 3 giáo viên tin là lên lớp. Như vậy là gì? Tại thời điểm chỉ có 3 lớp là học tin thôi, cho nên là maximum là 3 lớp. Đây là maximum nhưng là 3 môn. Cho nên là chúng ta các lớp tha hồ đăng ký phòng học thoải mái, đăng ký phòng tin thoải mái. Thì nhà trường không quản lý cái đó, rất là thoải mái, vô tư. Được chưa? Nhưng mà số này là số quan trọng. Hay là ví dụ khác nhé. Ví dụ vật lý là có phòng thí nghiệm vật lý cũng vậy, chúng ta chỉ có 5 phòng thí nghiệm thôi, thì như vậy chúng ta cái này là 5, còn lại cái này là 5 nhé. Một bước cập nhật thì nó bảo đảm gì? Bảo đảm rằng là cùng một lúc nhà trường chỉ có 5 giáo viên, 5 cái lớp đang học lý, thì chúng ta có thể là bảo đảm rằng là lớp nào đăng ký vào phòng thí nghiệm cũng được. Hay là một ví dụ khác nhé, cho các bạn xem ý nghĩa của loại này nhé. Đây,
ví dụ như là ngoại ngữ, ngoại ngữ hay môn khác, bất kỳ bất kỳ bất kỳ không quan trọng khác đi, văn nhé. Trường chúng ta là văn là toàn là nữ cả, trường chúng ta là có 10 giáo viên văn toàn nữ cả nhé. Nhưng mà năm nay là năm chúng ta có rất nhiều cô là bụng to, nhiều cô là ốm yếu, rất nhiều cô là nghỉ. Thế bây giờ chúng ta mặc định, để mặc định thì phần mềm có thể xếp, có thể một hôm, có thể một hôm xếp là có là 10 cô cùng dạy cả. Thì như vậy nó rất là nguy hiểm, chẳng may là có một cô ốm không ai thể thay được. Chứ chúng ta đặt đây là 7 thôi. Thì như vậy là cùng một lúc thì nhà trường chỉ có là 7 tiết dạy văn thôi. Như vậy nhà trường chỉ maximum là có 7 cô đang dạy, còn 3 cô là được nghỉ đề phòng. Nếu một giáo viên mà ốm, tôi khác có thể mà thay luôn. Đấy, như vậy, cho nên số lượng này là quan trọng nhé. Đó. Rồi, như vậy là xong cái phần nhập sách môn học. Ta làm xong, cập nhật lại và ta đóng lại. Và tôi sang phần tiếp theo. Phần tiếp theo là nhập nhóm giáo viên. Phần này cũng rất là quan trọng đây. Nhóm giáo viên là cái gì? Là chúng ta nhập theo nhóm, như là nhóm toán, nhóm văn, nhóm tự nhiên, nhóm xã hội. Ý nghĩa của này là gì? Ý nghĩa của việc nhập nhóm là cái gì? Là sau này chúng ta có thể thể hiện cái thầy có biểu trên màn hình ấy, thể theo từng nhóm. Chúng ta nhập phân công giáo viên theo từng nhóm và in thay đổi theo từng nhóm để cho thuận tiện trong việc quản lý nhé. Chúng ta có thể nhập cái dòng bộ giáo viên theo từng nhóm nữa, thì các bạn chú ý nhé. Thì cái làm như sau này, thì chúng ta sẽ phải tạo ra các nhóm, xong gán thành viên vào nhóm, và chúng ta gán cho nó dạy những môn học nào. Đấy, cái phần này là phần quan trọng, làm thử nhé. Nhanh này, chúng ta tạo ra các môn là nhóm văn này, bấm enter nó vào luôn. Như vậy đây là một môn văn nhé, môn toán này, môn lý này, lấy như vậy nó tạo ra ba cái môn văn toán lý nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhập thành viên của nhóm, thì chúng ta bấm vào văn. Đấy, sau chúng ta chuyển giáo viên bên này sang bên thành viên nhóm. Giáo viên văn là Trần Anh này, đúng không? Trần Anh Bình. Chỗ này hơi dở một tí, được, tôi sẽ chỗ này đang nghĩa ra là phải là mã chứ không phải là tên, được. Như vậy là có ba người dạy văn thì chúng ta ở đây chúng ta phải bấm nút vào đây là văn, chú ý nhá. Chỗ này ta chọn môn văn, văn này, văn nhé. Và ở nhóm nào cũng vậy, phải bấm cả nút sinh hoạt nữa, vì tất cả giáo viên đều có thể là dạy là một trong là thứ chủ nhiệm, nên sinh hoạt đô phải có môn văn đây, môn văn nhé, giáo viên văn đây và đây là văn. Rồi bấm nút cập nhật xong một nhóm. Nhóm toán là Hà dạy toán, Bình dạy toán, đúng không? Bình dạy toán, ví dụ thế nhé. Rồi toán đây, chúng ta bấm là sinh hoạt, bấm là toán cập nhật. Một giáo viên có thể nằm trong nhiều nhóm nhé. Và lý đây bấm lên lại chọn đây, lý này, Hà lý này, Bình lý này, ví dụ thế nhé. Rồi, lý như này nhé, bấm sinh hoạt, bấm lý. Đấy, làm gì là sau đây mà bấm cập nhật coi như sau đó. Thì cái bước này cũng là bước quan trọng nhé, xong rồi đóng lại đó. Thì như vậy là tôi vừa mới làm xong cái bước số 1. Thực ra là bước số 1 là mất thời gian quá, đúng không? Bước số 1 là cái bước mà là chúng ta nhập tạo ra dữ liệu thầy có biểu và nhập một lần, như là bước 1 là xong nhé. Bây giờ chúng ta sang bước số 2. Đây, bước số 2 là chúng ta nhập thuộc tính môn học, thuộc tính môn học nhé, thuộc tính môn học và giảng buộc giáo viên. Kia bước 1 tôi nói vậy là chúng ta chỉ nhập đúng một lần và không phải nhập lại nhé. Bây giờ chúng ta sang bước số 2 này. Bước số 2. Rồi, bây giờ ta vào sang bước số 2 nhé. Đây. Thì chúng ta nhập cái tính chất môn học ở đây này. Nhưng thì tôi mô tả rất nhanh các bạn, tính chất môn học này cũng hầu nhập một lần thôi nhé. Bước vào đây này. Thì máy tính hiện ra các cái ràng buộc môn học, chúng ta chọn ràng buộc môn học, sau đó là chọn các lớp để ta áp dụng. Đấy, từng cái chọn ràng buộc, tiếp theo là chọn môn, xong bước thứ ba là chọn các lớp để ta áp dụng. Thế thôi, cái làm như sau nhé. Thực ra ở đây nó có là 17 thuộc tính môn học, sư phạm môn học, nhưng thực tế chỉ dùng 12 cái thôi. Thực tế dùng thì có một cặp tiếp xếp liền là có dùng, đi áp dụng cho môn văn và môn toán. Hai không dùng, cái hai này chỉ dùng cho một lớp, cho các lớp chuyên như là trường Amsterdam và trường Chu Văn An thì có học một tiết một ngày,
có thơ ra đây là một buổi đấy, chứ không phải một ngày. Ok, cái này là dùng đến đây. Khung học tiết 5 có dùng đến cho các vào cái học vào cái mùa hè đó, cái môn thể dục không nên học tiết 5. Không nên học tiết, không học tiết 1 có dùng cho các trường miền núi lạnh ý, thì cái môn thể dục không học tiết 1 nhé. Học cách ngoài có dùng không? Có thể. Ví dụ cái môn ngoại ngữ không nên học, không nên học liền nhau, không nên học ngày nào cũng học, học cách chảy ra, vân vân. Đây là những cái thông tin chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi làm thử nhé. Thông thường ấy, thông thường nó chỉ có là hay dùng nhất là cái ràng buộc số 1 và số 3 hay dùng nhất. Số 1 thường áp dụng cho môn văn, môn toán, và cái số 3 áp dụng cho tất cả các môn còn lại. Đó, các trường phải làm thế hết nhé. Tôi làm thử này. Tôi chọn này, bố tôi chọn này, chọn kia đấy, tôi chọn kia các môn có cái số liền và áp dụng đây cho môn nào, chọn môn toán nhé. Và ở đây chúng ta sẽ mà chọn sáng hay chiều, nhưng bấm vào đây tôi có thể chọn luôn cả ngày luôn. Bấm vào đây này đó, và chọn là toàn trường luôn, như vậy là được cả ngày luôn nhé. Bấm kết thúc đó, như vậy là xong cái môn toán nhé. Như vậy rất đơn giản như vậy thôi nhé. Nhé, sau chọn môn văn, đây môn văn, đây môn văn, chọn là bổ sung luôn và toàn trường. Kết thúc. Bây giờ sửa nhé. Giả sử nhé, tôi chúng ta có một lớp là nó là lớp chuyên lý, áp dụng cho một lớp thôi. Bấm vào đây, đó, bấm vào đây thì bấm đây ta chọn bổ sung và ta không chọn bên này nữa, chọn bên này. Đây lớp 10A, lớp 10A là lớp mà chuyên lý, đây ví dụ thế nhé. Thì như vậy là cái môn vật lý này, riêng lớp 10A là xếp có một cấp tiết xếp điểm. Còn các môn khác thì không nhé, các trường lớp khác thì không. Nhưng mà là xong, xong cái ràng buộc thứ nhất nhé. Bấm kết thúc. Sang cái ràng buộc này, số 3 này hay dùng nhất này, thì cho vào đây, tức là áp dụng cho tất cả các môn học khác nhé. Môn môn lý này, áp dụng cho toàn trường này. Toàn trường đây. Cho nó nhanh nhé, toàn trường. Và môn sinh toàn trường. Môn sinh toàn trường. Các bạn làm tí là xong này, môn hóa toàn trường. Đúng không ạ? Làm rất là nhanh, môn tin toàn trường. Ví dụ như vậy nhé. Vâng. Được chưa? Người đã hiểu chưa? Người đã hiểu cách mà chúng ta nhập cái gọi nó gọi là cái thuộc tính môn học hay là ràng buộc môn học. Đó, thì đây là cái mà làm cũng một lần thôi, làm hầu như không có, qua các năm là nó không thay đổi nhé. Và chúng ta kết thúc để ghi lại yên tâm và kết thúc. Rồi. Đó là nhất. Lệnh thứ hai của bước số 2 là cái lệnh là nhập các cái ràng buộc của giáo viên. Đấy, thì nó có hai lệnh, nó có hai lệnh của ràng buộc giáo viên. Một là lệnh là ràng buộc theo nhóm đây, hay là ràng buộc theo từng giáo viên một. Hai lệnh này nó ná giống nhau. Thì tôi khuyên các bạn là gì, nhập theo nhóm đây. Chúng ta sẽ nhập cái ràng buộc theo nhóm đây này, theo nhóm này, nhóm văn này, nhóm toán. Thì nhập theo nhóm này thì chúng ta sẽ ở trên này, phần đi cầu chung là chúng ta có thể bỏ qua nhé, bỏ qua. Mà chúng ta nhập sẵn sang phía dưới này thì dưới này là nó có cái chức năng là liên quan đến buổi sáng buổi chiều, đặt chế độ là họp bận hay là nghỉ. Thông thường ở đây chúng ta đặt cái chế độ là họp đây. Ví dụ là cái môn nhóm văn này sẽ là họp vào sáng thứ năm tiết 1, chúng ta nháy đúp vào đây và chọn đây. Thì ở đây là các cái ràng buộc cái ràng buộc chính. Thì các bạn thấy nhé, nó có ràng buộc là hạn chế này, nghỉ này, họp, bận. Thì và dỗi là bỏ qua tất cả. Thì cái ràng buộc là bận, nghỉ và hạn chế là cái ràng buộc về rằng cái ràng buộc mà nó không bắt buộc. Chỉ áp dụng, tôi cho nó sau cái này. Trên cái ràng buộc hạn chế, nghỉ, bận này chỉ áp dụng, chỉ nên gắn cho từng giáo viên mà không nên gắn cho nhóm. Còn họp thì đề gắn cho nhóm. Khi tôi bấm vào, khi mà họp ở đây thì là họp là ràng buộc cứng nhé. Khi ta xếp họp ở đây thì không có một tiết nào được xếp ở đây nữa, giáo viên sẽ được nghỉ hẳn chỗ này để đi họp rồi. Còn đây là các cái ràng buộc khác, các bạn có thể tìm hiểu sau. Thì các ràng buộc này cũng không nên gắn cho nhóm, mà chỉ nên gắn cho cái gì, nên gắn cho cái cho từng giáo viên một đó. Đây các bạn có ai muốn nói chuyện à, đúng không? Ok, được rồi, không sao đâu, các bạn yên tâm đi. Tôi sẽ đưa tất cả thông tin của video lên trên mạng, hay đăng ký rồi mà nhé. Rồi,
Thế bây giờ như vậy là cái phần mà nhập yêu cầu của nhóm viên, tôi chỉ yêu cầu, tôi chỉ muốn các bạn là chỉ nhập riêng cái phần họp thôi, phần khác chúng ta có thể bỏ qua nhé. Kết thúc, bây giờ tôi sang cái lệnh quan trọng là cái lệnh nhập yêu cầu không phải của từng nhóm mà của từng giáo viên, cái này phức tạp hơn. Rồi, thì ở đây là cái lệnh mà chúng ta có thể mô tả đây, mô tả cho từng giáo viên một. Thì tôi cũng nói từ đầu rồi là chúng ta cũng không nên nhập quá nhiều các ràng buộc giáo viên này, nhưng mà về nguyên tắc có thể nhập được. Nhé. Thì tất cả các ràng buộc trên giáo viên này này, tất cả các ràng buộc này này đều là ràng buộc mềm hết, tất cả đều là ràng buộc mềm hết. Tức là gì? Trừ ra cái họp, họp ở đây này, cái thứ năm đây là họp là nó cứng, rồi họp này là theo thao tổ, cho chúng ta có thể lập khác như là cái thứ bốn, thứ bảy này là họp. Ví dụ như vậy nhé, thì họp này vẫn là họp cứng, chỉ riêng họp là cứng thôi, còn toàn bộ là mềm hết. Thì tôi mô tả như sau nhé. Đây, thời gian chờ dạy lớn nhất là đây là tức là cái số tiết trống mà giáo viên phải nghỉ ở giữa giờ ấy, mặc định lớn nhất là một. Đấy. Tức là giáo viên phải bắt buộc phải nghỉ, nhưng mà chỉ nghỉ một tiết, không nghỉ hai tiết thì nó dạy tiết một xong sang tiết nghỉ hai ba, sang tiết tư thì hai tiết giữa nó trống quá thì không nên. Trên đây là ràng buộc mềm. Ràng buộc nữa là tổng thời gian chờ dạy trong tuần là ba tiết, chúng ta có thể mở rộng ra. Đấy nhé. Rồi, số môn học tối đa trong một buổi. Đây, cái chỗ này là cái dành cho khối cho cơ sở. Đây là đây trên nó cho mình là 5, nhưng mà một giáo viên mà là cấp 2 dạy nhiều môn mà một buổi sáng dạy cả 5 tiết 5 môn khác nhau thì chuẩn bị giáo án phức tạp quá, chúng ta có thể điều chỉnh lại là còn 2. Như vậy giáo viên này, ví dụ Trần Anh này được phân công dạy là 3 môn lý hóa sinh chẳng hạn, nhưng mà chúng ta hạn chế lại là 2 thôi, thì trong giáo viên chỉ cần dạy giáo án cho 2 buổi thôi, cho 2 môn thôi nhé. Đây là cái ràng buộc là không dạy liên tục qua trưa, tức là nếu dạy tiết 5 buổi sáng thì tiết 1 buổi chiều sẽ nghỉ, được nghỉ. Và nếu mà dạy tiết 1 buổi chiều thì tiết 5 buổi sáng sẽ nghỉ. Đấy. Đấy. Còn đây là cái thông tin chi tiết hơn, sáng chiều buổi sáng là cho phép thêm cái ràng buộc là sáng chỉ dạy từ tiết 2 đến tiết 5. Cái ông này là ông muốn là gì? Ông muốn là nghỉ tiết 1 để đưa con đi học. Buổi chiều xin phép dạy từ tiết 1 đến tiết 4 để tiết 5 ông ta đi đón con. Lấy được như vậy nhé. Đó là ràng buộc. Còn đây ràng buộc như nào? Ràng buộc là đây là số ngày nghỉ trong tuần, tức là cái số ngày trong phần mềm cho phép xếp là có một ngày nghỉ cả sáng cả chiều là cùng một buổi, tức là nghỉ toàn bộ thứ hai nhé, hay nghỉ toàn bộ thứ ba là một ngày. Còn ta bỏ đi, ta bấm vào đây thì là số buổi nghỉ trong tuần là một. Thì đây hiểu gì? Là cho phép dạy là buổi sáng nghỉ một buổi, chiều nghỉ một buổi, có thể là khác nhau, sáng nghỉ thứ ba, chiều nghỉ thứ tư, phần mềm tự động xếp chỗ đó. Còn đây là cái ràng buộc chi tiết hơn là cho phép là phân công là tôi muốn, cụ thể là tôi muốn dạy vào thứ hai, thứ ba, thứ tư và xin nghỉ cả thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật, lấy như vậy nhé. Nhưng đây là những cái ràng buộc chi tiết hơn. Đó, thì đây là những cái thông tin về ràng buộc. Ngoài ra còn cái ràng buộc khác ở đây là nó sâu hơn. Đây chúng ta chú ý là nó có hai cái ràng buộc nữa rất quan trọng. Đó, thì riêng hai cái ràng buộc này riêng hai cái ràng buộc này là ràng buộc cứng, tất cả là riêng, tất cả là mềm hết, riêng này là cứng. Các bạn hiểu là mềm hay là cứng không? Mềm là như thế này. Mềm là chúng ta gán ràng buộc, nhưng mà phần mềm sẽ cho phép là xóa bỏ và ghi đè lên, ghi phá vỡ cái ràng buộc đó. Còn nó cứng thì không thể nào mà xếp vào đó được nữa. Tôi đã có cái ràng buộc là sáng thứ bảy là học tiết một là họp, thì không bao giờ xếp tiết vào cái họp được nữa. Nhưng mà tôi ghi là ràng buộc là bận tức là mềm, thì phần mềm sẽ tránh ra, nhưng mà lúc bí phần mềm vẫn xếp vào được, xóa bỏ cái bận đi. Thì cái ràng buộc, hai cái ràng buộc này là một ràng buộc cứng cả, nhưng hai này là cứng nhất, là một ngày chỉ dạy một địa điểm đấy, hoặc là chỉ dạy một điểm trong một buổi. Đấy, thì cái này nhé, cái là các bạn chú ý cái ràng buộc này là riêng hai cái này ràng buộc cứng, và bấm đây đã cho toàn trường luôn nhé, toàn trường luôn, họ xong kết thúc nhé, đóng lại chỗ này và cái này là kết thúc ở đây nhé. Rồi, nhưng mà chúng ta sang xong cái bước số 2. Bây giờ chúng ta sang cái bước số 3. Đây, bước số 3 là cái bước mà phức tạp nhất đây. Bước phức tạp nhất nhá.
Mà tôi nói rồi, bước số 3 là cái bước mà nó không khó nhưng mà tỉ mẩn và dễ sai nhất. Rồi, để chúng ta chú ý này. Nhá, ở trong lệnh của phần mềm ấy, thì chúng ta chú ý là lớp có một buổi thì chúng ta chỉ có một bảng không giảng dạy trong một buổi đó thôi. Còn lớp 2 buổi là chúng ta có hai bảng không chuyên môn cho cả sáng và chiều. Nhá, chúng ta có thể nhập chung vào một bảng và phần mềm sẽ tự động linh hoạt tách thành hai bảng sáng và chiều riêng, và phân công cả ngày đó sẽ là bằng phân công sáng cộng phân công chiều gộp lại. Nhưng mà phân công này có thể khác nhau, ví dụ phần mềm cho phép gì, một lớp học cả ngày, môn toán là 3 tiết, môn toán là 5 tiết, sáng là 3, chiều là 2, thì buổi sáng có thể phân công buổi sáng là thầy giáo A dạy, B buổi chiều giáo viên B dạy, được cho phép như vậy nhé. Thì chúng ta rất chú ý khi nhập cái này, nó rất là lệ sai. Thì cách mà chúng tôi phần mềm cho phép chúng ta có thể nhập vào hai lệnh khác nhau, một cái lệnh là nhập phân công riêng sáng và chiều, hai là lệnh nhập chung vào một buổi. Thì theo tôi, cá nhân tôi đề nghị là chúng ta nhập riêng, là chúng ta sẽ chú ý cần thiết chúng ta có thể vào cái chung cho điều chỉnh, nhưng mà nói chung là nhập riêng thì hợp lý nhất, nhập riêng sáng và chiều riêng thì nó bảo đảm 100% là chuẩn xác. Thì khi cái bước này chúng ta làm chuẩn ý, thì sang bước sau chúng ta yên tâm, chúng ta làm mọi thứ đều hoàn chỉnh nhé. Rồi, thì bây giờ tôi sẽ vào lệnh đó. Đây, chúng ta vào dữ liệu và vào cái lệnh là đây, phân công giảng dạy đây. Thực ra nó có hai lệnh nhé. Lệnh này là lệnh phân công giảng dạy cho sáng riêng, chiều riêng. Còn lệnh này này, nó nhỏ này, là lệnh phân công giảng dạy cho chung sáng và chiều. Mà tôi cố tình để cái này nó bé đi nhé, là khuyên các bạn không nên dùng, mặc dù có thể dùng, nhưng mà khuyên các bạn dùng lệnh này, tôi để to ra, chứng tỏ là lệnh này là lệnh hay hơn và quan trọng hơn. Được chưa? Các bạn chú ý nhé, rất nhiều người là cứ nghĩ đơn giản là thôi chúng ta nhập chung cho nó dễ, nhưng không phải, nhập chung vào nó sẽ rất là khó. Nhập chung vào nó rất là khó và nó dễ nhầm lẫn, vì là nó sẽ phân bổ là phức tạp. Rồi tôi vào đây nhé, vào đây. Rồi thì chúng ta nó sẽ như sau này, nó sẽ hiện ra danh sách mặc định, là bên trái là toàn bộ giáo viên. Đây tôi nhập ít thần rất là dài, chúng ta nó sẽ rất là dài, chúng ta có thể 100 giáo viên rất là dài. Còn bên phải bên đây là toàn bộ các cái môn học dài chưa đó. Thì nếu mà chúng ta để nguyên như này thì nó rất là dài, thì chúng tôi khuyên là chúng ta không nên dùng cái màn hình này, mà chúng ta nên chọn là nhập cái này theo từng nhóm giáo viên. Cho nên là cái bước trước ấy, ở cái bước số 1, bước số 2 là phải nhập giáo viên, nhập chuẩn về nhóm giáo viên nhé. Đây thì chúng ta làm sao này, chúng ta nhấn nút vào đây đó, thì chúng ta có cái lệnh là toàn bộ giáo viên hay là nhập chọn nhóm giáo viên. Thì chúng ta nên chọn nhóm, bấm vào đây nhé, chọn nhóm văn chẳng hạn. Kết thúc thì máy sẽ hiện ra đây chỉ là cái giáo viên của nhóm văn, và bên này là cái môn học của nhóm văn thôi. Các bạn thấy không nào, cho nó rất là ngắn gọn, nhập theo từng nhóm một. Thực tế khi các bạn được lệnh khi mà hiệu trưởng hiệu phó cho các bạn cái phân công ấy, thì các bạn này thì hiệu trưởng hiệu phó thường giao phân công này cho từng nhóm một thì làm rất thuận tiện nhé. Cái làm như sau này, ở đây các bạn sẽ bấm chuột phải và chọn lớp. Giáo viên Trần Anh được phân công chủ nhiệm khối 10. Ở đây bạn thấy không, đây là màn hình mà chúng ta sẽ nhập theo từng sáng riêng chiều riêng. Đây là buổi sáng này, đây là chiều này, đây là buổi chiều nhé, đây là buổi sáng này, thấy không nào nhé. Cái này sao nó lại bị môn văn nhé, đây văn nhé, 10A đây này. Bên này ta bấm đây, không chúng ta chú ý nhé, đừng lẫn lộn nhé, về phần mềm cho phép nhưng mà chúng ta có chỉnh sửa. Như Trần Anh là 10A là chồng dạy một lớp thôi, còn A này thì có thể chủ nhiệm lớp 12B, ví dụ như ở đây. Còn đây một người nữa đây, Bình là lớp 12, lớp 10C, ví dụ như vậy. Được chưa? Gồng là, như vậy là mỗi người chỉ dạy có một lớp thôi nhé. Còn bên này thì là nhiều hơn. Ví dụ là Trần Anh được phân công dạy 10A, đồng thời chọn đây, chọn 10A và 10B luôn. 10A, 10B, đúng không? C, ở đây, hai lớp. Đồng thời dạy ông này dạy hai lớp 10A, 12, 12A, 12C ở đây. Còn giáo viên này dạy môn văn khối 12 đây, khối 12 là 12B đây, chúng ta chủ nhiệm 12B dạy văn luôn nhé, 12B
dạy hai cái ngành luôn, ví dụ thế. Còn cái Bình đây dạy lớp mà 10C 10D đây. Đấy, ví dụ tôi là như vậy nhé. Rồi thế bây giờ tôi mô tả cái khái niệm là tiết chuẩn ở đây này, các bạn chú ý nhé. Đây các bạn thấy đây nó có cái chữ cái bằng ngoặc ở đây không? 1 này, 1 này, 4 4, đây là chính là số tiết chuẩn đây. Khi mà chúng ta nhập tiết chuẩn, khi chúng ta nhập vào đây này thì mặc định phần mềm sẽ gán, mặc định nhé, mặc định chúng ta có thể đổi được. Bệnh sẽ gán là lớp 10A, là lớp 10A dạy văn là được phân công giáo viên Trần Anh dạy và dạy trong 4 tiết, được chưa? Thì nó không để ở đây nhé. Lớp 10C là tất cả đây là 4 tiết hết nhé. Nhưng bây giờ giả sử như sau này. Giả sử nhé, giả sử lớp 10A là lớp năm nay sẽ được phân công là lớp 10A dạy là 5 tiết văn thì làm thế nào? Được. Như sau, chúng ta sẽ nháy đúc vào đây. Và hiện con trỏ chúng ta chuyển đến lớp 10A và chúng ta mở ngoặc gõ số 5 ở đây, số 5 và enter thì văn, đúng rồi nhé. À, như vậy chúng ta thấy là máy báo, nhưng mà theo đây chúng ta thấy là như vậy giáo viên văn lớp cho anh là dạy giáo viên dạy lớp 10B, 10C, 10D là 4 tiết một tuần, nhưng mà riêng 10A là 5 tiết một tuần. Chúng ta có thể chỉnh sửa được. Được chưa? Bạn có thấy không nào? Bây giờ sẽ sửa ở đây nhé. Giả sử năm nay sang học kỳ 2, chúng ta sẽ tăng tiết văn của khối 12 lên để ta ôn thi. Đấy, thì chúng ta sẽ để tăng toàn bộ khối, thì chúng ta tăng cái tiết chuẩn này lên. Đấy, bây giờ chúng ta bấm vào đây, chúng ta bấm chuột phải vào cái... đây và chúng ta sẽ bấm nút là thay đổi số tiết mặc định nhé. Đây, thay đổi tiết mặc định lên này, ta kích đúc vào đây này, đúc vào cái ô này nhé, và bấm vào chỗ này nhé. Thì và ta tăng, dù ta tăng lên học kỳ 2 tăng lên toàn bộ nhà trường là 5 tiết, tăng tiết chuẩn nhé. Thì khi đó nó có hai lựa chọn, một là các lớp đã nhập trong khối thay đổi theo, tất cả thay đổi theo là 5, hoặc là không, hoặc là giữ nguyên, tùy ta lựa chọn nhé. Mục định là thay đổi theo muốn kết thúc. Đó. Thì nhà trường số tiết chuẩn đã tăng lên là 5 và cái số này là tất cả theo 5 hết, tăng lên là 5 tiết hết. Như vậy là chúng ta chú ý là chúng ta không quan tâm nhiều lắm đến cái số tiết chuẩn ở cái lệnh hệ thống ở bên ngoài kia, mà vào đây nó có đủ hết tất cả các cái chức năng, được chưa? Mình có hiểu không? Thì ngoài cái tính năng mà chúng ta nhập chung như này, nó còn có cái tính năng là nhập theo từng giáo viên, theo từng lớp. Chúng ta có thể vào đây ra nhập theo từng giáo viên, mô tả đây. Chúng ta có thể kích đúc vào đây. À, và chúng ta sẽ thêm ở đây, thêm các lệnh nữa chúng ta sẽ học sau nhé. Bây giờ tự học đơn giản thôi. Học vào đây, nhập theo từng lớp một. Đến lớp 10B, lớp 10C nhập theo từng lớp vào đây. Bấm vào đây, kích đúc vào đây ta sẽ nhập theo từng lớp một. Đến lớp 10B là môn văn là ai dạy. Ta có thể thêm đây, thêm giáo viên, thêm môn học đây, thêm số tiết thì mới vào đây. Đó, nhé. Như vậy là nó cho phép là nhập theo giáo viên, nhập theo từng lớp, từng giáo viên. Nhưng mà chúng tôi khuyên là nhập theo cái đây, cái này này là theo cái mà chúng ta đấy, cái bảng này là cái nhìn vào nó rõ hơn cả, thì khuyên các bạn nên dùng theo cái bảng này nhé. Rồi khi chúng ta nhập xong cái này rồi thì là chúng ta xong bước 3 và chuẩn bị sang bước 4. Nhưng mà trước khi xong bước 3 thì các bạn phải chú ý là các bạn sẽ phải kiểm tra xem là bật đúng hay chưa. Thì tôi mô tả cái chỗ nào cần kiểm tra thì ta kiểm tra ở chỗ này, thì chính là ở đây này, trong lớp này này. Ở đây chúng ta quan sát nhé, quan sát đầu tiên quan sát tổng số tiết. Thì cái bản này, cái vấn đề nó ít quá, chúng ta biết tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ đóng lại và tôi sẽ mở cái ghi lại đây, tôi sẽ mở cho bạn một dữ liệu mẫu để các bạn thấy nhé. Bây giờ tôi mở ra cái dữ liệu mẫu đây, trên này cái dữ liệu của trường này nhé, cái video này nhé, để cho các bạn xem. Thế đây là dữ liệu của một trường đã được nhập xong rồi. Đây, buổi sáng đây nhé, đây là buổi sáng đây nhé, xong rồi này. Thế bây giờ nhìn cái bảng này nó rất lớn như này, rất là khó mà kiểm tra, hơi khó. Và sửa chúng ta có nhập mà trở thời chúng ta có chuyển về theo từng nhóm thì nó cũng khó. Ở đây chưa đến nữa chia như này, thì cũng được rồi, nhưng cũng khó. Thì cách mà theo tôi nhé, cách mà các bạn có thể ghi nhanh đi, cách mà chúng ta có thể kiểm tra tổng thể cái việc nhập đã đúng chưa, thì ta vào đây nhập trong lớp
theo tôi chỗ này là chỗ chuẩn nhất đây. Đây thì chúng ta quan sát này nhé, đây quan sát này, toàn bộ khối 6 ở đây nhé, khối 6 đây là nhập tổng số tiết trong tuần là 24 tiết, đây là cái rất là rõ, nhìn vào đây nhé, rất rõ này, toàn bộ khối 6, khối 7, toàn bộ khối 7 đây là 25 tiết, thiếu là 25 tiết, khối 8 là 29 tiết, này khối 8 29 tiết, chưa? Khối 9 là 26 tiết, đấy, nhìn vào đây này, thì ta biết ngay là lệch, nhưng mà lệch thì ta biết ngay, ta bấm lên ta kiểm tra, à, nhà sửa đây là 25, như vậy là thừa, lớp 7 này lớp 6 đây là phải thừa. Xong đây xong thừa ai, bấm lên ta kiểm tra xem thừa ai, thừa như thế nào. Ta có thể chỉnh sửa ở đây. Đó. Ta sửa lớp 7 đây. Tất cả là 25 hết. Riêng cái ông này là 27, như vậy thừa ra, ta có thể xem lại. Đó. Thì đây là cái màn hình ta có thể quan sát được toàn trường. Tất nhiên là theo từng buổi một, sáng chiều riêng ở đây đúng không nào? Đấy. Thì sau khi mà chúng ta đã xếp mà lập xong rồi, yên tâm, chúng ta sẽ sang cái bước tiếp theo là bước thứ tư. Nhân bước thứ tư thì tôi sẽ quay lại vào đây nhé. Đây, bước thứ tư là cái bước là theo tôi là bước rất quan trọng. Bước số 3 quan trọng rồi, bước số 3 là cái bước là nhập bảng phông chuyên môn là rất quan trọng rồi. Và bước thứ 3 thường là bước lâu nhất vì nó rất tỉ mỉ, nó dễ sai. Sau khi bước 3 ta kiểm soát xong rồi, ta sang cái bước thứ tư là nó gọi là cái bước là chuẩn bị xếp. Thì là cái gì? Thì tôi nói cái bước này là cái bước của nó nhiều giáo viên là lung tung nhất cái bước này đây, hay làm sai ở cả cái bước này. Cái bước này các bạn làm chuẩn ấy, thì sau này chúng ta sẽ rất là sang, nhắc lại là sang cái bước 5 là bấm một nút là xếp 100% là xong luôn. Nhưng mà cái bước này mà làm xong là chuẩn ấy, sang bước sau chỉ bấm một nút là xong, là chưa kết thúc, chúng ta có thể vui vẻ đi về, có thể vui vẻ in ra thì có biểu là xong. Còn cái bước tinh chỉnh ở cái bước số 6 là cái bước mà ta có thể tinh chỉnh tùy, ít nhiều là tùy chúng ta ít kinh nghiệm chúng ta tinh chỉnh ít, còn nhiều chúng ta tinh chỉnh nhiều nhé. Rồi thì chúng ta sang bước thứ tư này, bước thứ tư thì là như sau. Bước thứ tư nó gồm có như này này, nó gồm có là đây tôi mô tả, bước thứ nó gồm có hai giai đoạn nhé. Giai đoạn 1 là ta xếp tiết chào cờ và tiết không học, giai đoạn 2 là xếp tiết sinh hoạt và tiết giáo viên chủ nhiệm. Thì trước khi mà mô tả tôi sẽ nói cho các bạn trước để chúng ta hình dung nhé, thế nào là tiết chào cờ, thế nào là tiết không học. Tiết chào cờ là cái tiết đặc biệt trên phần mềm của chúng tôi, mà chào cờ đối với phần mềm của chúng tôi không coi chào cờ là một môn học. Chưa, các bạn hiểu chưa? Sinh hoạt là môn học nhưng chào cờ thì là không có giáo viên nào dạy cái môn là môn chào cờ cả. Chào cờ không có ở trong môn học, cho nên chào cờ nó không phải là cái tiết, không phải là môn học. Chào cờ không phải là cái tiết học bình thường, là tiết học đặc biệt. Chào cờ là cái tiết mà khi xếp chào cờ vào là trên toàn bộ các lớp là bấm đấy là chào cờ, là toàn bộ tiết chào cờ là cái tiết mà toàn trường cùng học cùng một lúc và thông thường là xuống sân học. Mà chào cờ là cái tiết mà khi đã viết chào cờ vào đấy thì không dạy được, không dạy, xếp được các tiết khác đi vào đấy, đúng không ạ? Là chào cờ nhé, các bạn hiểu chưa? Chào cờ thông thường là đầu giờ sáng thứ hai hoặc đầu giờ sáng thứ bảy hoặc là cuối giờ ngày thứ bảy, ví dụ như vậy, tùy từng trường một. Có những trường bây giờ là cái thời Covid ta có thể bỏ tiết chào cờ đi, tùy các bạn, hay là trong cái mùa thi chẳng hạn ta bỏ chào cờ thì cũng được, không sao. Nhưng mà có tiết chào cờ, đã chào cờ là toàn trường sẽ phải dừng lại và cùng làm cái gì đó, cùng hát quốc ca hay là cùng xuống sân họp, hay là bây giờ chúng ta có Covid chúng ta học tại nhà, tại trường thì vẫn là nghe, vẫn là sinh hoạt chung nhé. Thì đó là chào cờ. Thì khi ta xếp chào cờ là xếp chung cho toàn trường luôn, không chuyện xếp riêng chào cờ cho lớp 6A, 6B, 6C. À, chào cờ là xếp chung rồi, nhưng mà nó là một tiết đặc biệt, tiết riêng, không phải là một môn học rồi nhá. Quan trọng này, thứ hai là tiết không học là cái gì. Tiết không học là chúng ta có thể xếp vào từng cái ô một của thầy cô biểu cho từng lớp một để lấp chỗ trống, đó là cái tiết đặc biệt. Khi xếp không học vào là lớp đó là được nghỉ cái tiết đó. Vậy thì tiết học không học để làm gì? Là dùng để tạo khuôn. Khuôn, bây giờ tôi sẽ quay lại thế nào là tạo khuôn, rất quan trọng, phần này là phần rất quan trọng này, chúng ta chú ý nghe nhé. Bây giờ tôi quay lại đây. Đây, bây giờ tôi quay lại trường này nhé. Lớp 6 là chỉ có 20, trong một tuần có 24 tiết, mà thấy bây giờ trong theo cái biểu chuẩn chúng ta là một tuần là 6 ngày, thì 6 x 5 là 30 tiết, vậy là dự trữ cho một tuần chúng ta là 30 tiết, đúng không ạ? Mà lớp 6, khối 6 chỉ học 24 tiết thôi, cộng tiết chào cờ nữa là 25 tiết, đúng không ạ? Như vậy là toàn bộ khối 6 sẽ dư ra là bao nhiêu tiết? Dư ra là 5 tiết. Được chưa? Thì nếu chúng ta mà xếp một phát không để ý gì cả,
thì mỗi lớp nó đều lỗ chỗ là 5 cái ô, 5 ô trống. Được chưa? Lớp 6A thì lớp trống và trống lỗ chỗ và thứ 2 thứ 3 thứ 5 lung tung cả, thì như vậy nó làm sẽ không hay, làm cho các lớp học lớp này đang học lớp kia lại nghỉ. Thì như vậy không được, chúng ta sẽ phải bắt toàn bộ khối 6 là phải nghỉ cùng lúc và ra về cùng lúc. Cho nên là ta đặt giả ví dụ là khối 6 là sẽ nghỉ 5 tiết, là sẽ nghỉ không là được nghỉ 5 tiết, thì chúng ta đặt là lớp 6 sẽ ra về vào tiết 5 ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6. Lấy ví dụ như vậy, hoặc là tùy từ chúng ta lựa chọn. Thì chỗ đó chúng ta đặt đây là không học. Vậy là khối 6 chúng ta sẽ đặt vào đây là 5 tiết không học. Được. Khối 7 đây. Khối 7 là 25 cộng 1 là 26. Vậy khối 7 sẽ có là thừa ra là 4 tiết không học. Nhớ khối 8. Khối 8 là 29 cộng 1 là 30 là vừa chẵn, 8 không không bị thừa tiết. Khối 9 là 26 cộng 1 là 27 trừ ra 3 tiết. Được chưa? Rồi, thì tôi sẽ mô tả lại nó nhé. Như vậy chúng ta sẽ phải làm hai việc, một là chúng ta xếp tiết chào cờ và hai là xếp tiết không học. Đó là cái bước 1 của cái bước 4, hai cái này rất quan trọng mình mô tả nhé. Đây, bên nào chúng ta đóng cái lệnh xếp chúng ta nhớ lại nhé. Ta ghi lại đi. Ghi lại là khối 6 là 24 có thừa ra là 5 tiết. Khối 7 là bao nhiêu? Khối 7 là thừa ra là mấy nhỉ? Khối 7 thừa ra là 4, khối 6 5, khối 7 4 và khối 9 là 3 nhé. Khối 8 không có. Được chưa? Như vậy là 6 là 5 mà 7 là 4 và 9 là 3. Rồi. Rồi. Thì chúng ta vào đây này, chúng ta vào lệnh chính, lệnh này lệnh cái thao tác thứ 4 này là tất cả nằm trong một lệnh ở phần lệnh chính nhá. Ta vào đây. Lệnh chính. Và lệnh này trước môn học này nhá. Đó, đây lệnh quan trọng, đây chính là lệnh là bước 4 đây. Chúng ta vào đây nhá. Rồi. Ở đây có rất nhiều thứ mà nó chú ý là gồm có này, xếp chào cờ này, xếp không học này. Còn cái này chúng ta làm sau nhé, hay là làm sau bây giờ chào cờ trước đây. Chúng ta bấm là chào cờ. Đấy, và lựa chọn như toàn trường chúng ta là buổi sáng đấy nhé. Là xếp tiết 1 đến thứ 2 buổi sáng, toàn trường. Buổi chiều tôi làm sau nhé, tôi xếp riêng một tháng trước chiều sau. Nhé, đây nhé, bấm nút thực hiện, toàn trường luôn. Chúng ta bị mờ đi, không chọn vào đây, bấm đây lại mờ đi này. Mờ đi này, chào cờ nhé, bấm thực hiện này. Đấy, như vậy là toàn trường là nó xếp tiết chào cờ cho toàn trường, nhưng mà là xong chào cờ nhé. Bây giờ làm không học này, đúng rồi, đây chúng ta nhớ lại nhé, chúng ta sẽ làm cho từng khối một, trường khối một, khối 6 riêng và khối 7 riêng. Khối 6 chúng ta nhớ lại, khối 6 là thừa 5 tiết, chúng ta phải chọn là 5 tiết không học để tạo khuôn cho lớp 6. Lớp 6 sẽ về vào tiết 5 ngày thứ 2, tiết 5 ngày thứ 4 và tiết 4, tiết 5 ngày thứ 5 và tiết 5 ngày thứ 6. Lấy ví dụ như vậy nhé, như vậy là 1 2 3 4 5 như vậy. Chúng ta lấy ví dụ như vậy đấy nhá. Đó, đây là cái chúng ta đặt cho khối 6 là như vậy nhé. Khối 6 là có 5 tiết mà, đúng không? Bấm nút thực hiện. Xong, khối 6. Chúng ta làm cho khối 7. Chọn khối 7. Khối 7 là bao nhiêu? Tôi nhớ lại khối 7 là 4 tiết. Rồi, tiết thì đây 1 2 3 4. Thôi chúng ta để sang khối 6. 4 tiết, khối 7, được chưa? Thực hiện. Rồi, khối 8 không có, khối 9. Khối 9 là có bao nhiêu nhỉ? Nhưng có 3 thì phải đúng không nhỉ? 3, khối 9 có 3. Khối 9 đây nhá, có 3. Chúng ta đặt lại đây là 1, 2, 3. Xong. Còn theo quan thấy chưa? Như vậy đây là cái chỗ ta làm rất cẩn thận, ta làm sai là hỏng luôn đấy. Đóng lại, ta kiểm tra lại nhé. Bên ta cho kiểm tra lại một lần nữa cho yên tâm nhá. Yên tâm nhé, như vậy là dữ liệu đây ta kiểm tra lại một lần nữa cho đúng không nào, vì tôi là người ngoài cuộc, tôi không lớp này. Khối 6 là 24 cộng 1 là 25, như vậy khối 6 là thừa là 5 tiết. Khối 7 là thừa 25 cộng 1 là 26, thừa 4 tiết. Khối 8 không thừa, khối 8 là kín. Khối 9 là 26 cộng 1 là 27, thừa 3 tiết, người ta vào chuẩn rồi đấy nhé. Đây chúng ta xem, bây giờ chúng ta xem thử toàn trường nhé, đây này. Chúng ta xem qua này, không nhìn này, bấm lên xem show on trong toàn trường nhé. Đây, thấy con nào đây nhá, chúng ta nhìn này. Toàn bộ nhá, khối 6 này. Khối 6 là chào cờ toàn trường rồi, đây là khối 6 đây là nghỉ tiết 5 ngày thứ 2 này. Không học là tiết 5 thứ 4 này,
4 năm ngày thứ 5 này và thứ 5 ngày thứ 6, 5 tiết. Thứ 7 đây, thứ 7 đây, nghỉ đây. Khối 9 đây, đúng không? Đó, như vậy xong rồi nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo. Cái quan trọng là chúng ta sẽ xếp tiết sinh hoạt và giáo dục chủ nhiệm. Đó, được chưa? Sinh hoạt là cái môn đặc biệt. Vì sao? Sinh hoạt là cái môn chủ nhiệm. Thông thường là xếp trước và xếp cứng, không thay đổi được nữa. Chúng ta chú ý nhé, sinh hoạt thường là cái tiết cố định trong tuần và không bao giờ thay đổi, không được phép thay đổi trong quá trình chúng ta. Cái thứ khác thì vô cùng thì ta thay đổi thoải mái, nhưng tiết sinh hoạt là cứng. Thông thường là chào cờ xong thì sinh hoạt, hoặc sinh hoạt có thể là một tiết ở cuối thứ 7 nhé. Rồi ta lệnh là xếp tiết sinh hoạt. Còn giáo viên chủ nhiệm là gì? Là đây lệnh chúng tôi bổ sung thêm vào thôi, là xếp tiết giáo viên chủ nhiệm là cái là phần mềm xếp tự động, sẽ tự động xếp một tiết của giáo viên đó cạnh tiết sinh hoạt hay là cùng ngày với tiết sinh hoạt, để cho gì? Để cho giáo viên đến dạy sinh hoạt xong thì không phải về không mà dạy luôn một tiết nữa. Giáo viên dạy hóa dạy thêm môn hóa, giáo viên lý dạy thêm môn lý nữa, để đỡ phải là đến sinh hoạt xong thì là về thì nó phí quá. Thì là cái tiết giáo viên chủ nhiệm này là thế, là xếp một tiết giáo viên chủ nhiệm cho tất cả các giáo viên chủ nhiệm và cùng cái ngày của sinh hoạt, cùng cái buổi của sinh hoạt. Các bạn đã hiểu chưa? Thế như vậy là hai điểm này cũng rất quan trọng nhé. Đấy, rồi mà chúng ta chú ý này, bây giờ chúng ta làm này. À, chúng ta sẽ xếp như sau, chúng ta vẫn vào lệnh chính và vào lệnh là xếp trước môn học. Đây là lệnh quan trọng, mình là chính là lệnh bước thứ tư đây. Rồi. Chúng ta chọn xếp môn học ở đây này. Sinh hoạt ở đây nhé. Đó, chúng ta làm cho toàn trường luôn. Sinh hoạt là chúng ta nhớ là tiết 2, tiết một ngày thứ 2 là chào cờ tại bóng đây. Nhưng mà chúng ta chọn là tiết 2 ngày thứ 2, toàn trường sinh là sinh hoạt tại chỗ, bấm nút thực hiện. Đấy, như vậy đấy nhá. Xong cho toàn trường chưa? Bấm nút đóng nhá. Rồi, như vậy là xong tiết sinh hoạt. Tiếp theo là chúng ta chọn tiết giáo viên chủ nhiệm, bấm vào đây. Đấy. Và ta sẽ thì giáo viên chủ nhiệm sẽ gồm có là có hai cái chỗ, là chúng ta một là chọn cái môn học mà ứng với nó là chủ nhiệm. Thì cho ta chọn đây này. Nhưng mà đây tôi mang định sinh hoạt rồi thì để đây thôi. Và sự cần xếp là một tiết. Chúng ta có thể xếp hơn một tiết thôi. Thì phần mềm sẽ tự động xếp cái tiết này một tiết của giáo viên chủ nhiệm vào cùng một buổi hay là bên cạnh cái sinh hoạt mặc định nhé. Đó thì là gì, bấm thực hiện thì mình sẽ tự xếp luôn. Đó, xếp luôn. Đấy, tới bây giờ là chúng ta xong cái chúng ta đã vừa làm xong cái thao tác thứ tư rất quan trọng. Nhắc lại nhé, thao tác tư là cái bước chuẩn bị. Nhắc lại gồm có này: một là chào cờ, hai là không học, ba là sinh hoạt, bốn là giáo viên chủ nhiệm. Bốn lệnh đó đều nằm trong chung một cái lệnh, là lệnh xếp trước môn học trong cái thực đơn lệnh chính nhé. Đây, được chưa? Đó, mà chúng ta quan sát này và không nhìn quan sát đây, toàn trường đây. Đấy, lệnh sinh hoạt đấy nhé, sinh hoạt đây này, văn toán này, chúng ta xếp vào đây dần này. Đó, như toàn đấy nhé, toàn trường rồi đấy, có thấy không? Toàn trường này, đó, toàn trường xếp hết rồi. Như vậy là ở đây như toàn trường chào cờ xong rồi này, sinh hoạt xong rồi này, tiết chủ nhiệm xong rồi này, không học xong rồi. Nhưng mà chúng ta đã làm xong bước là chuẩn bị xếp. Phải chuẩn bị xếp xong rồi thì sang bước sau thì bấm nút là xong. Các bạn chú ý nhé. Đấy, các bạn chú ý cái bước này là bước rất nhiều người là chỗ này là không hiểu. Nhưng mà làm cho là bị sai cái ở cái bước số 4 này. Cái bước số 4 này là rất nhiều người là cứ nhầm lẫn lung tung giữa không học, không hiểu không học là cái gì. Rồi nhầm lẫn giữa chào cờ, cứ nghĩ chào cờ là một tiết học bình thường. Đấy. Và nhầm lẫn cái sinh hoạt này, không hiểu là sinh hoạt nó là cái gì. Sinh hoạt chỉ là cái tiết rất quan trọng, là tiết mà mai kia khi chúng ta xếp xong rồi nhé, chúng ta sẽ linh hoạt điều chuyển sinh hoạt, linh hoạt là điều chuyển các cái tiết với nhau. Nhưng mà tiết sinh hoạt là không được chuyển, riêng sinh hoạt là phải cố định lại. Cho chúng tôi đặt quan trọng là cái môn riêng là môn quan trọng, là môn số 1 trong danh sách môn học. Chúng ta không được phép là xóa đi môn sinh hoạt, không được phép là chuyển xuống dưới để ở trên cho nó dễ nhìn nhé. Đấy, như vậy là bây giờ là xong cái bước thứ tư và về nguyên lý là chúng ta chỉ bấm một nút nữa là xong cái phần của phần mình có biểu. Thế tiết 5, lệnh 5 là lệnh xếp 100% có biểu. Được chưa? Thì bây giờ tôi sẽ mô tả thêm cái mô tả lệnh này nhé. Chúng ta chú ý là như sau này. Cái tiết 5 là cái này là gì? Là xếp phần mềm sẽ tự động mà là xếp 100% thì có biểu. Nhưng với điều kiện là chúng ta sẽ phải là xếp chuẩn bị xếp cho nó hoàn chỉnh,
thì mới sang xếp 100% được. Phần chúng tôi đã tìm được toán đàn từ rất lâu rồi và đã hoàn thiện nó, và đến giờ phút này thì hầu như không có trường nào là không thực hiện được, là thực hiện được chính xác. Thì tôi mô tả cho các bạn xem nhé, nó là cái gì nhé. Đây. Khi mà chúng ta mà xếp xếp tích này thì bọn tôi đặt tên nó là SF, là start và finish, tức là ý là chỉ có hai nút thôi, bấm start chờ finish, tức là chỉ bấm nút bắt đầu chờ kết thúc, không làm gì nữa. Và thời gian đó thì tùy thuộc vào các lựa chọn, các cái ràng buộc. Chúng ta ràng buộc càng nhiều thì nó càng chậm. Còn nhanh chỉ mất, theo tôi nhanh chỉ mất một vài giây, 30 giây, 1 phút. Phút là lâu rồi, nhanh thì là lâu thì là 1, 2 phút, 3 phút. Còn lâu lắm nữa chỉ là 4, 5 phút, 5, 10 phút thôi nhé. Thì tôi mô tả các bạn để chúng ta hiểu được cái cơ chế của lệnh này như sau này. Lệnh này phần mềm sẽ phải khóa cái sinh hoạt lại. Phần mềm sẽ khóa cái sinh hoạt lại. Được chưa? Đó là nguồn lý đầu tiên. Và phần mềm sẽ phải trải qua là 5 bước như sau. Bước 1 là phần mềm sẽ kiểm tra các điều kiện ràng buộc cứng. Ràng buộc cứng, cái này là phần rất là phức tạp đây. Phần mềm sẽ, nếu mà ràng buộc cứng bị lỗi, phần mềm sẽ dừng lại thông báo ngay lỗi. Lỗi này, ví dụ lỗi là lớp 10A phân công quá nhiều tiết, giáo viên B phân công quá nhiều tiết, vân. Thông thường là những ràng buộc theo kiểu đó nhé. Thì khi mà bước 1 mà không qua nổi thì thôi, thì ta phải làm lại, ta phải quay lại, ta điều chỉnh lại các thông tin về phương giảng dạy hay về ràng buộc cho nó hợp lý. Bước 1 làm qua rồi thì coi như xong. Chúng ta sang bước tiếp theo, bước 2, 3, 4. Thì việc xếp tự động sẽ trải qua là 3 bước như sau. Bước xếp đại trà là cái bước mà phần mềm sẽ xếp tự động cho khoảng từ 70 đến 95% công việc, và cái bước này là thỏa mãn toàn bộ tất cả ràng buộc của giáo viên và ràng buộc của môn học. Đó. Cho nên chúng ta mà đưa ràng buộc của giáo viên mà ít ấy, thì cái bước đại trà này nó được rất nhiều, có thể được 99% luôn. Nếu chúng ta đưa ràng buộc giáo viên mà ít thì coi như là toàn bộ việc xếp, hầu hết xếp là thỏa mãn công việc của giáo viên và của môn học. Rồi. Thì nếu mà xếp đại trà mà vẫn không xong, bước 2 không xong, thì phần mềm sẽ chuyển sang bước thứ 3 là bước hoàn thiện. Phần mềm sẽ xếp tự động tiếp tục mà bỏ qua ràng buộc giáo viên. Các bạn chú ý nhé. Nhưng mà đến bước này này, phần mềm sẽ phá vỡ tất cả ràng buộc giáo viên, chỉ giữ lại ràng buộc môn học. Bạn thấy chưa nào, những phần mềm sẽ ưu tiên môn học hơn là giáo viên. Cho nên chúng ta mà đặt nhiều ràng buộc giáo viên quá thì phần đạt được rất ít. Nên được rất ít thôi, và đa số giáo viên sẽ bị phá vỡ ở đây. Cho nên nếu mà chúng ta mà càng đặt ràng buộc giáo viên càng ít, càng nhiều ấy, thì càng bị phá vỡ nhiều ở cái bước thứ ba này nhé. Rồi ở cái bước thứ ba này, nếu mà xong rồi thì thôi, chưa xong, phần mềm sẽ chuyển sang bước thứ tư là xếp nốt phần còn lại của thầy giáo biểu, bỏ qua tất cả các ràng buộc, kể cả ràng buộc môn học. Cho nên bước này là bước có thể là ràng buộc môn học cũng bị phá vỡ luôn. Thế không nào? Và chúng ta thấy là nhiều khi ta xếp là thấy có hai tiết lý liền nhau, như vậy chúng là hai tiết lý là bị phá vỡ rồi đấy. Hai tiết sinh liền nhau, như vậy là bị phá vỡ đấy. Hay một tuần có tiết là lý luôn, lý ở dưới nữa, lý ở dưới nữa, như vậy là đó là do bước 4 này là nó phá vỡ nốt còn phần còn lại. Là do nó phức tạp quá, phụ chuyển ra nó quá nhiều cái phân công giảng dạy nó phức tạp quá, một giáo viên dạy nhiều tiết quá thì có thể nó bị sang cái bước thứ tư. Và đến bước thứ năm là cái bước là tối ưu hóa, là nó làm lại, nó tinh chỉnh là một số cái để cho nó đỡ xấu ở cái bước 4 này thôi. Được chưa? Nhưng đây là 5 bước nhé. Chúng ta bấm nút bắt đầu, đợi cho khi kết thúc là xong. Bấm kết thúc là xong. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta mô tả bước đó nhé. Đó là lệnh rất quan trọng của phần mềm đây. Chúng ta vào lệnh chính và vào cái lệnh là xếp tự động trong lệnh này. Tôi để rất to ở cái đầu tiên này nhé. Thì các bạn vào đây. Lệnh này cũng vậy, có thể xếp cho sáng và chiều riêng nhé. Đây thì chú ý nhé, ở đây chúng ta chú ý thêm nhé, chỗ này chúng ta có thể bỏ qua hết đi, chúng ta có thể hiểu sau, nhưng mà đây chúng ta chú ý có mấy thứ quan trọng nhé. Một là đây, quan trọng đây là khóa tiết sinh hoạt lại, cái này bắt buộc phải ghi nhé. Còn bước số 2 này là giữ nguyên trạng thái hiện thời của là cái gì đây, ở chỗ này là cái mẹo thôi, là chúng ta có thể xếp trước cho một số người mà chúng ta thân. Tôi là người xếp thì được, tôi xếp riêng cho tôi trước thật đẹp đã, xếp riêng cho anh mình thật đẹp đã, xếp trước đi và tôi khóa lại, để tôi giữ nguyên khóa lại, và phần này là phần cho còn phần còn lại đây, được chưa? Bạn thấy chưa nào? Đó thì tôi yêu tôi có thể bỏ qua hay bấm lên, tùy chúng ta bấm lên được nhé. Rồi cái chỗ này không quan trọng lắm, còn chỗ này là chỗ mà cũng không quan trọng lắm, để ở đây là không quan trọng nhất là cái này thôi, là cái này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử nhé.
mới bắt đầu và đợi cho đến khi mà xong xong hết thì bấm kết thúc là xong. Bấm thử nhé, cầm chai này nó lâu nhé, bấm chỗ này, bấm rồi, rồi ra thử. Tôi đang mô tả ở đây này, đấy, trường này cũng là trường một trường phức tạp đây, trường phức tạp của Hà Nội đây, nhé, trường Lê Quý Đôn ở Hà Nội này. Hiện nay đang rất đại trà, các bạn cùng tôi kiểm chờ nhé. Ai có đồng hồ thì bấm thử xem là bao nhiêu nhé. Trường này cũng hơi bị kinh đấy nhé, là một trường ngay ở giữa Hà Nội đấy. Nhưng lại là nếu chúng ta mà đưa càng ràng buộc càng nhiều giáo viên, mà giáo viên lại xếp rất nhiều người xếp mà là phải có phương dạy nhiều quá thì nó rất phức tạp và cái việc xếp này nó sẽ lâu. Còn nếu chúng ta mà thừa thãi giáo viên mà dạy ít thôi thì nó rất nhanh nhé. Đây hiện nay vẫn đang phần đại trà nhé, phần đại trà. Hết đại trà nó sẽ xong hoàn thiện, xong, tối ưu, xong nhé. Như vậy là xong nhé, bấm nút kết thúc. Cập nhật xong. Và bây giờ chúng ta có thể xem lại toàn trường đây này. Đấy. Như vậy là đây này đã xếp 100% nhé. Ở đây chúng ta thấy đây có hai tham số. Cái tham số đầu tiên là đã xếp được bao nhiêu phần trăm của tiết. Tham số thứ hai này là ràng buộc môn học thỏa mãn bao nhiêu phần trăm. Và bên này ràng buộc giáo viên là bao nhiêu phần trăm. Đây là cái màn hình có thể xem toàn bộ nhà trường theo từng lớp một, theo lớp nhé. Chúng ta sẽ còn ở cái màn hình biệt đóng lại này, chúng ta đóng lại lại, chúng ta lại màn hình này và khung nhìn. Màn này là xem từng lớp một và từng giáo viên nhé. Tôi mô tả kỹ hơn cái màn hình nhé. Đây là lớp này, chúng ta có thể xem từng lớp một ở đây nhé. Bấm ở đây này là xem giáo viên ở phía dưới này, hoặc đây xem giáo viên ở đây nhé, đây giáo viên đây nhé. Thì khi mà bấm vào một ô của lớp ấy thì ở dưới này chính là giáo viên đang dạy cái lớp này, môn địa này, môn lớp 6A7 nhé. Môn địa, đây là giáo viên Thanh dạy địa. Bấm vào toán, đây là giáo viên Thủy dạy toán. Bấm vào môn tiếng Anh, đây giáo viên Anh dạy toán. Tôi đang ở đây nhé, tôi đang ở giáo viên Anh nhé. Bấm vào nút này, bấm vào ô này thì đây là môn chính là như vậy. Giữa hai cái lớp và giáo viên nó có một quan hệ thông qua cái ô này. Thì mà tôi gọi cái đây là quan hệ đến đồng bộ thì có biểu, và cái ô này nó gọi là ô hiện thời. Chúng ta đang quan tâm là cái ô này đây, được chưa nào? Rồi như vậy là xong rồi nhé, 100%. Nhưng mà chúng ta đã thu được một thể có biểu là hoàn thiện. Khi chúng ta làm xong những bước 2, 3, 4 mà chuẩn xác ấy, sang bước này là xong rất là nhanh. Về biểu chúng ta có thể in ra, thì giáo viên nó sẽ kêu nhé. Chúng ta kiểm soát giáo viên tí này, xem qua giáo viên nhé, xem giáo viên từng giáo viên, bấm lên từng giáo viên một, xong giáo viên là xấu hay là tốt nhé. Đấy. Giáo viên này là hơi xấu này, đây là một ô sống này, một ô trống, ô này trống này. Như này, giáo viên này dạy môn gì đây, môn văn này. Và đây là môn sử đúng không? Trống hai cái này nhưng lại hơi bị xấu nhé. Rồi đã khá như vậy nhé. Thì nó sẽ ở trường chúng ta là nói chung ở các trường khi các bạn làm ấy là nó sẽ bị cái ông nào mà ông có thể hiểu tốt, ông sẽ im ỉm không nói gì cả. Có những cái thư hiệu xấu nó sẽ kêu và chúng ta sẽ phải chỉnh sửa cho người kêu nhé, tùy các bạn. Thì ở đây là có những cái lệnh, tôi mô tả một số cái lệnh ở đây mà chúng ta có thể quan sát nhé. Đây bây giờ ta sẽ sang như vậy, phần này là xong rồi đúng không? Và về lý thuyết ở đây chúng ta có thể dừng lại và in ra. Tôi mô tả ngay cái in như này nhé. Thì cái lệnh mà chúng ta hay dùng nhất theo tôi là như thế này. Nó có những lệnh, các bạn đóng lại nhé. Chúng ta thông thường nó có cái lệnh là lệnh hệ thống này, lệnh in. In theo các biểu lớp, in theo các biểu giáo viên, in theo các biểu toàn trường. Nhưng mà cách hay dùng nhất hơn nữa là cái lệnh này này. Theo tôi là cái lệnh là chúng ta hay dùng nhất là cái lệnh là in ra Excel. Ghi ra Excel. Theo tôi là cái lệnh này là lệnh mà hay dùng nhất. Chúng ta để ra Excel nó sẽ ra toàn bộ tất cả các cái loại bảng biểu của các biểu. Và chúng ta sẽ dùng đó, chúng ta sẽ đẹp đó, chúng ta sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ chỉnh sửa, chúng ta đẹp lại, in ra ngoài. Cái Excel nó in ra. Bấm vào đây đi. Bấm vào đây nhá. Thì ở đây chúng ta thấy là nó sẽ khi in ra này, chúng ta có thể chọn cái dữ liệu in ra này. Và thậm chí có báo cáo tải chạy ở đây này, tải chạy ở đây nhé. Và chúng ta sẽ in ra thì phần mềm sẽ in ra xong, sẽ tự động hiển thị kết quả. Chúng ta thử nhé. Bấm vào đây. Đấy, phần mềm sẽ in ra. Và in xong thì sẽ tự động hiển thị bằng Excel. Đó, chúng ta chú ý nhé, Excel đây này.
Đây, gồm có này, cái sách đầu tiên là cái ốp sách này, là các cái lớp này, danh sách giáo viên này, đúng không? Danh sách các môn học bên này, đấy, đúng không? Thứ hai là thực cái biểu các lớp buổi sáng, các lớp buổi sáng đây nhé. Toàn trường. Đấy. Toàn trường, thứ hai đến thứ bảy đây. Các lớp buổi chiều đây, các lớp 2B đây, đấy. 2B là các lớp như vậy nhưng mà hiện cả sáng cả chiều nhé, đề thứ hai. Thứ hai là sáng và chiều đây đúng không? Đó. Thực cái biểu giáo viên sáng, giáo viên buổi sáng đây, giáo viên chiều đây, giáo viên chiều, chưa có gì nhá. Thực cái biểu phòng học, đây không phải, sáng, chiều này, 2B này, sáng, chiều này, nhé. Yeah. Tôi nhầm cái này cơ, phòng này, thực biểu phòng nhé. Nhiều lắm, nhiều có coi sắp nhiều lắm, thực cái biểu phòng buổi chiều, thực cái biểu giáo viên sáng chiều này, đó, giáo viên sáng chiều nhé. Đây là sáng, đây là chiều này nhé. Gì nữa nào? TKB của từng lớp này. Đấy, từng lớp. Ta có thể copy in cho từng lớp một nhé. Sáng và chiều riêng nhé. Thư gửi cho từng giáo viên này. Đấy, từng giáo viên sáng và chiều đây. Từng giáo viên sáng chiều này. Để in ra cho giáo viên nhé. Giờ thầy có biểu phòng học này. Phương công giảng dạy buổi sáng này. Phương công giảng dạy buổi chiều này. Rồi là mẫu, rất nhiều cái mẫu khác nhau của phương công giảng dạy. Có thêm nào? Như vậy đây là cái, theo chúng tôi thì hiện nay là cái phần Excel là in ra đầy đủ nhất. Còn chúng ta cũng có thể in thẳng giáo viên cũng được nhé. Như vậy chúng ta sẽ đóng cái này lại. Bây giờ tôi quay sang nói về cái, trình bày với các bạn về cái. Đây, về cái bước tiếp theo là bước số 6 nhé. Bước số 6 là cái bước là gì? Là quan sát và tinh chỉnh dữ liệu thì có biểu bằng các toán tối ưu. Thì ở trong cái này chúng ta nó có rất nhiều cái chức năng khác nhau. Chúng ta ở trên các biểu này chúng ta có thể, đây chúng ta vào một cái khung nhìn nhé. Nhắc lại có nhiều khung nhìn main loop này là nhìn một lớp và một giáo viên tại một thời điểm. Khung nhìn show on này, nhìn toàn bộ nhà trường theo từng theo lớp này. Thì chúng ta đều có thể là chỉnh sửa, xóa, vân vân, chuyển tiết, làm tất cả các cái lệnh liên quan đến cái ô thức biểu này như nhau. Khung nhìn thứ ba là khung nhìn là Pro Teacher, là nhìn toàn bộ giáo viên đây, toàn bộ giáo viên. Cũng như vậy chúng ta có thể quan sát và chỉnh sửa cho từng giáo viên một. Giáo viên chúng ta có thể là chọn là tôi xem thứ biểu theo từng nhóm một nhé, theo từng nhóm toán chín này, theo từng nhóm một. Đây, in ra để ta có thể xem và in ra được nhé. Rồi, nhưng mà thông thường nhất ấy, theo tôi cảm giác là chúng ta hay dùng cái min lúc này, bản thân tôi hay cá nhân tôi hay dùng cái min lúc này để chỉnh sửa. Đấy. Thì đây nó có những lệnh như sau, chúng ta chú ý nhá. Chúng ta bấm chuột phải, nó có những lệnh như này này, lệnh là xóa này, là xóa cái ô đó này để có thể xếp lại này, xóa tất cả này, đúng không, xóa tất cả này, là lệnh chuyển đi này, chúng tôi vô nó xong, biến tôi chờ tôi xóa nhá, xóa này, có thể bấm phím đen để xóa hoặc bấm chuột phải để xóa này, xóa. Đấy, xóa. Biểu môn xếp nhá. Xếp thì tôi sẽ phải tìm lên, tôi bấm lên tôi chọn môn toán. Chọn môn toán nhá, chọn môn toán ở đây này. Đó. Và xếp nhá. Thì kích đúp và chọn là môn đã chọn là chính là cái môn này này thì mình sẽ xếp vào. Khi xếp một cái môn học vào thì nếu ở chỗ đó có cái dạng mục cứng thì máy không xếp vào được, nhưng có dạng mục mềm thì máy mới hỏi là dạng mục bị vi phạm, bạn có muốn xóa không? Bạn có muốn chấp nhận không? Đồng ý thì vẫn xếp vào được. Đó, thấy không này? Xếp được vào. Ngoài ra có cái lệnh khác nữa. Đây, ở trên này dài là những lệnh mà nó liên quan đến cái này. Mà tôi mô tả cái lệnh chính nhất mà ta dùng nhất là cái lệnh mà là tinh chỉnh di chuyển thì có biểu. Đó, chúng ta chú ý nhé. Bây giờ tôi xin phép được ở đây và tôi sẽ quan sát, tôi làm được gọi một vài lệnh quan trọng chúng ta quan sát nhé. Đây, ví dụ được với giáo viên này nhé. Giáo viên này dạy môn gì đây? Dạy môn gì đây? Môn toán à? Môn toán luôn. Đấy, ít lớp quá mà giải rác quá thì tôi muốn điều chỉnh lại nhé. Đây, bây giờ tôi muốn giáo viên này là chuyển cái tiết này từ đây sang đây. Đây chính là môn văn, là môn văn đúng không?
môn văn của lớp đó. Đây môn văn này, môn văn lớp này là môn văn lớp này là và công nghệ đấy đúng không? Môn văn đây này, đúng không? Hai môn văn. Không phải, không phải đưa điện thoại cao lên. Môn văn đâu đâu nhỉ? Lên. Bây giờ sửa tôi phải coi sách này. Không, nhưng mà nó bảo mẹ của A3 cắt tiếng. Rồi, tôi làm thử nhá. Đây là môn toán. Được chưa? Rồi, tôi sẽ muốn chuyển tiết này sang một trang tiết thể dục ở đây nhá. Thế này, sang đây này. Được chưa? Thì cách làm sao? Cách làm là như sau này. Thì khi mà chuyển tiết ấy, thì chúng ta phải nhớ hai điều. Thứ nhất, được nhất là chúng ta sẽ dùng thuật toán nào để ta di chuyển. Thì ở đây chúng ta sẽ phải bấm ở trên này, chúng ta chọn thuật toán. Ở đây này, đó. Thì phần mềm có nhiều thuật toán khác nhau. Nhưng mà chúng ta chú ý ở đây chúng ta, tôi sẽ mô tả đây các bạn. Ở đây chúng ta sẽ có là ba cái là hay dùng nhất. Nên các bạn chú ý ghi vào này. Thứ nhất, hay dùng là thuật toán là tinh chỉnh tối ưu. OPCXDPR. Các bạn không cần nhớ tên, ta chỉ cần nhớ là cái vạch này đây. Thứ hai là cái tinh chỉnh tối ưu này. Và ba là cái vị trí động, ba cái này. Nhưng mà cái số 3 này, 3 này, 4, 5 và 6, 3, 5, 6 nhé. Thì tôi, trước khi mà dùng tôi nói qua về thế nào là tinh chỉnh tối ưu và không tối ưu. Tối ưu là gì? Đây này. Tối ưu là phần mềm sẽ có một thuật toán là tinh chỉnh tối ưu là như sao? Phần mềm có một cái đưa ra một cái tiêu chí đánh giá thế nào là một giáo viên, thế nào là một di chuyển xấu, thế nào là một di chuyển không xấu. Di chuyển xấu là gì? Di chuyển xấu tức là giáo viên đó sẽ bị tăng lên các cái tham số, tăng lên những cái thông số xấu, nghĩa là số ngày nghỉ bị giảm đi, nhưng gọi là xấu đi. Số tiết chống tăng lên là xấu đi. Thấy chưa? Thế thì cái tinh chỉnh tối ưu là gì? Là nó bảo đảm là cái tinh chỉnh này là giáo viên này là tốt, nhưng mà giáo viên khác, giáo viên tham gia vào quá trình tinh chỉnh đó là không bị xấu đi theo nghĩa của phần mềm định nghĩa. Còn tuy nhiên thực tế nó cũng có thể xấu đi được là do cái người thay đổi thôi. Nguyên tắc của chuyện ta tinh chỉnh thì không hiểu là gì, là một giáo viên sẽ tốt lên và nhiều giáo viên khác bị ảnh hưởng là xấu đi, nhưng mà chúng ta vẫn quan sát được toàn bộ cái quy trình quá trình mà thay đổi, chúng ta có thể quyết được là áp dụng hay không. Để mô tả các bạn nhé, cách làm thì sao? Chúng ta lựa chọn thuật toán này và tiếp theo chúng ta sẽ bấm giữ nguyên tay và kéo thả. Đấy, ta bấm giữ tay nó một phần mềm hiện ra cái ô màu xanh là ô là phần mềm là khuyên chúng ta nên chuyển sang. Tôi chuyển thử nhé. Đây, bấm lên và chuyển, ta kéo thả sang bên này và thả đây ra. Đấy. Phần mềm nó sẽ báo là thế nào đó thì chúng ta sẽ lựa chọn này không được, ta dùng tôi vào dùng cái thuật toán khác, chúng ta có thể đồng ý hoặc là không. Bây giờ tôi không đồng ý, tôi chọn thuật toán khác, chọn thuật toán này đi nhá. Lại này, bấm kéo thả này, được đó. Thì như sau nhá, phần mềm sẽ hiện ra đây là bên trái là lớp đó nhá. Ở phía trên là thẻ có biểu của lớp và giáo viên đó trước khi thay đổi. Còn phía dưới là thẻ có biểu sau khi thay đổi. Chúng ta có thể quan sát từng cái một nhé. Nhưng mà đây này. Ở đây là môn toán sẽ chuyển sang đây này, đúng không? Đúng không? Và ở bên này là không phải. Ở đây là môn dạy thể dục. Thể dục sẽ chuyển từ đây sang đây. Đây, chuyển đến bên này. Như vậy giáo viên đây là trước nhá. Và đây là sau. Giáo viên toán nhé. À, dạy môn toán ở đây khỏi, đây là dạy môn thể dục, dạy môn đây, giáo viên toán đây. À, giáo viên toán là Thương này, giáo viên Thanh Huyền này là chuyển, rất nhiều giáo viên các bạn cứ quan sát là chuyển đấy. Đây chuyển thế này, đấy, chuyển nhé. Thì ta có thể quan sát được giáo viên trước và sau khi thực hiện lệnh. Nếu mà dây thiết lệnh mà nó xấu đi thì chúng ta có thể hủy lệnh. Hủy lệnh. Còn không chúng ta sẽ thiện để có thể hủy lệnh. Đồng ý thì bấm là kết thúc. Đồng ý. Kết thúc. Đấy, như vậy là chuyển lên trên này. Như giáo viên là Thương là chuyển từ bên này sang bên này rồi. Nhưng giáo viên Thương là tốt lên. Viên khác có thể là xấu đi. Người ta chuyển sang người khác. Cứ như ta làm cho toàn trường thôi. Khi nào thấy ưng thì thôi nhé. Nên cái việc tinh chỉnh này ta làm nhiều, làm quen dần ta làm bên này xấu này.
Ở bên này nhá, đây là văn này, còn đây là môn gì đấy cũng là môn văn đúng không? Văn, nhưng mà ở đây là cái môn văn, còn ở cái giáo tiết này là tiết vật lý. Tôi muốn tôi sở trường tôi muốn tốt cho cô Thảo nhá. Đây cô Thảo đây, tôi sẽ chuyển đến đây. Bấm vào đây và chuyển đến đây. Được, thế này là con được có thể hát xấu bất kể đó, vẫn kết thúc xong. Đấy, như vậy là bên Thảo tốt lên, hiểu không nào? Đấy các bạn chú ý, như đây là cái đây là những cái lệnh mà cái màn hình này chúng ta chú ý có những lệnh như là lệnh xóa này, lệnh xóa toàn bộ này, xóa tất cả này, lệnh khóa. Khi chúng ta mà có một cái lớp giáo viên là ta ngon lành, ta có thể khóa, có thể khóa lại cho từng tiết một hoặc khóa lại cho toàn bộ lớp. Chọn lớp ở đây nhưng mà khóa này. Ở trên này có lệnh là khóa dữ liệu đâu rồi? Lệnh đây, lệnh khóa đây là khóa toàn bộ các biểu của một lớp. Vào đây. Là nó trở thành màu vàng, thế màu vàng là khóa lại. Giáo viên có thể là khóa, khóa toàn bộ lớp. Hoặc khóa từng tiết một. Họ có thể là hủy khóa, bấm vào đây là hủy khóa lớp, được chưa? Đó, họ có thể là xóa đi toàn bộ làm lại, vân vân. Ta có thể làm, ta sẽ quan, ta sẽ tìm hiểu sau nhé. Đó. Đó, thì như vậy tôi vừa mới nói xong rất là sơ lược, nhưng mà theo tôi đã nói trình bày xong những phần cơ bản nhất rồi. Coi như buổi hôm nay của chúng ta, thế đây là xong phần của tôi nói. Bây giờ đến phần các bạn là có ai hỏi gì thì trả lời, tôi sẽ trả lời ngay bây giờ ở đây nhé. À, lớp mình nào có ai hỏi gì không? Tôi quay lại lớp chúng ta, lớp trường nào chúng ta muốn muốn mua hay muốn đăng ký thì chúng ta đăng ký với cô Hường nhé. Ở đây tôi sẽ cho các bạn cho cái thông tin về về cô Hường này các bạn. Đây này. Đây nhé. Cô Hường đây, điện thoại đây nhé. Chúng ta có thể gửi vào email vào đấy cũng được, điện thoại công ty đấy cũng được nhé. Đó. Thì chúng ta đăng ký để mua nhé. Đấy. Còn bây giờ ai có ý kiến gì thì hỏi. Hôm nay là vì nó đông quá cho nên là rất nhiều trường là còn là không vào được. Thì tôi sẽ xong buổi này tôi sẽ ghi lại cái quay video này lại và tôi sẽ đưa lên cái trang của chúng ta. Và để nên cần thiết nữa. Em thưa thầy. Em thưa thầy ạ. Ừ, hỏi đi. Thì cho em hỏi là cái màn hình giao diện đang trực tiếp ở trên màn hình thì cái cột bên phải màn hình ấy ạ, có các cái thông số như là CFC đấy có nghĩa là như nào ạ? Cái này thì sâu lắm cũng được. Đây là cái tham số để đánh giá cái lớp học đó. Cái này các bạn mới, các bạn bỏ qua đi. Bỏ qua thì đây là cái tham số mặt kỹ thuật. Không mà chúng ta đây không nhớ gì. Đây là cái cột này, là cái ô này, là cái đây là cái bảng thông tin để dùng để điều chỉnh lớp này. Đây là cái dùng của giáo viên. Thì chúng ta nhớ có một vài cái như cái lệnh thôi. Đây chúng ta có thể chọn môn này, chọn môn để hiển thị trong đó này, đúng không? Đấy. Ở đây là kiểm tra xem nó có kiểm tra tổng thể đó nó có lỗi gì không, có cái gì đặc biệt không. Đấy. Lệnh kiểm tra về rất nhiều thứ ở đây này, một số này không này. Đó, lệnh kiểm tra nhé. Ở đây là cái lệnh là tô màu môn học. Đấy, tô màu môn học đúng màu nhé. Đây là xóa, đây là tô màu giáo viên. Tô màu giáo viên nào bị xấu là tô màu giáo viên đã như vậy nhé. Rồi đây là có lệnh là xếp tự động, nếu mà ta chưa xếp tự động. Đây là lệnh có lệnh nó luôn là phần mềm ấy, nó thêm một chút nữa vào cái chỗ này. Chúng ta vào cái lệnh cái chỗ mà ở bước 6 ấy, ở bước 6. Chúng ta tinh chỉnh nó có 3 lệnh quan trọng, chúng ta chú ý chúng ta có ba lệnh quan trọng. Thì vừa tôi nói lệnh kéo thả thôi. Lệnh kéo thả là cái lệnh gì? Là cái lệnh là tinh chỉnh đúng không nào? Là cái lệnh tinh chỉnh. Nhưng mà thực chất ra nó có 3 lệnh, 3 công cụ tinh chỉnh chính. Lệnh kéo thả tôi vừa nói này, là ta xếp xong rồi thì ta kéo thả để chuyển từ bên này sang bên này. Còn lệnh thứ hai là lệnh là giải phóng một cái ô, là ta muốn là chuyển cái ô này sang chỗ khác. Ô này là lệnh giải phóng ô này nhé. Lệnh này là lệnh chuyển đi. Còn lệnh là sẽ gì này, là lệnh là xếp bằng được một tiết từ bên ngoài vào. Và sự khi lớp này chúng ta là có một tiết chưa xếp được, xếp bằng tay rất là khó. Người ta dùng lệnh sẽ gì là xếp bằng được một tiết vào. Đó, thì cho chú ý nhé. Lệnh này này, sẽ gì này này, là lệnh xếp bằng được một tiết vật lý. Không xếp được như bộ cái này là xếp được. Ta chú ý nhé. Đó là một vài cái thông tin thôi. Thông tin hết thì được. Cái này nó là ni lông nên là anh. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Ai hỏi gì nữa không? Dạ, cho thầy cho em hỏi với ạ. Vâng ạ. Thầy cho em hỏi là lớp trường em thì phân là khối 6, khối 9 học buổi sáng.
còn khối 7, khối 8 học chiều ạ. Xong thì học thêm buổi chiều thì lại học thêm thì lại đổi lại là khối 6, 9 học chiều còn học chiều còn khối 7, 8 học sáng ấy ạ. Sao cả? Và số buổi học thêm thì lại ví dụ một tuần là có 3 buổi học thêm thôi. Sao cả? Thì khi đó em phải đi cài đặt thuộc tính như thế nào hả thầy? Lớp em thì lớp em như sau, lớp em là toàn mọi trường em đặt tất cả các lớp học mà 2 buổi luôn. Nhá. Vâng ạ. Rồi. Vâng ạ. Lúc đó như lớp học chính ấy, em phân công trước. Vâng. Ví dụ như em lớp vâng. 6 lớp 9 học sáng cái gì hả? Ví dụ thế đúng không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Thì em lớp 6 9 em phân công cho lớp buổi sáng trước đi. Dạ vâng. Trước nhá. Còn lớp 7 8 buổi chiều gì? Học chính gì? Vâng ạ. Phân công 7 8 là buổi chiều phân công chính đi và xếp xong cho toàn trường đã, xếp xong toàn trường là cho cái khối chính là 7 vâng 6 9 sáng 7 8 chiều làm như bây giờ thầy vâng. phải làm nhé. Xong rồi. Dạ, vâng em mới sang phân công buổi chiều cho 6 9 gọi là phân công thêm nhé. Công thêm thì vâng là không chính chỉ học 3 buổi thôi gì. Thì em là đúng rồi ạ. Người em tự em ví dụ là tôi cho lớp 6 là chỉ học 3 buổi là 2 4 6 ví dụ thế. Vâng. Lớp 9 là vâng học 3 5 7 thì em tự động thì cái việc là cái buổi 6 là chỉ học 2 4 6 ấy nhé. Thì ngày thứ ba em đặt không học, toàn bộ không học. Ai hiểu rồi. Thứ ba. À đúng rồi. Em hiểu rồi. Máy nó sẽ dạy xếp ở chỗ bên ngoài thôi mà. Thì lớp vâng vâng em hiểu. Lớp 8 7 8 đi học buổi chiều là chính, sáng là phụ thì ta sáng học thêm qua trong buổi sáng, không thêm qua lớp 7 8 là buổi sáng. Cũng như vậy. À vâng. Cho mình vâng ạ. Là người điều khiển mà nhé. Dạ vâng vâng, em hiểu rồi. Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cái buổi chính của mình đúng không ạ? Không, nó riêng ra nhỉ. Riêng sáng riêng chiều riêng mà nhé. Không có nhiều gì cả. Dạ, vâng vâng. Vâng ạ. Nay hỏi gì? Thầy em muốn hỏi chút ạ. Ừ. À, thầy ơi, ví dụ như là trong cái thời gian đầu tiên thì bọn em làm thầy qua biểu như thầy nói ấy. Ừ. Nhưng mà một thời gian sau thì có một giáo viên đi học thì người ta muốn nghỉ vào thứ bảy chẳng hạn. Thì em sẽ chuyển ngày bận của giáo viên đó vào ngày thứ bảy. Thì mình có phải làm lại từ đầu hay là mình chỉ cần chỉnh cái ngày nghỉ của người đó và sau đó cứ xếp thời qua biểu ạ? Bây giờ như này nhé, bây giờ là đây chưa của bạn này thì ta làm như này nhé, đây tôi lại phải chia sẻ lại cái màn hình nhé, tôi chia sẻ lại đây nhé. Sao thì là ý của em là có một giáo viên là đến lúc nào đó là giáo viên đó là sẽ được nghỉ hẳn một buổi đúng không? Vâng. Ví dụ đây nhé, khi chúng ta làm thông biên này nhé, giả sử cái bạn này nhé, bạn Kim Thoa này nhé, nhé Kim Thoa này là bây giờ thứ bảy là dạy ba tiết này đúng không nào? Đúng không? Bây giờ giả sử ý của em là đến hôm nay là tôi muốn cho giáo viên này là chuyển sang ngày khác và thứ bảy là nghỉ hẳn đúng không? Ý của em thế gì? Đúng không? Bạn gì bạn đi vừa hỏi thôi. Làm như sau nhá. Đây cho các bạn xem. Nhá. Thế bây giờ bạn này này bạn là bạn Thoa A nhá. Thì bây giờ tôi xóa đi. xóa này rồi bây giờ tôi sẽ đặt lại cho bên này là muốn cho là cứng thì tôi xóa là họp hết nhá, tôi chọn đây tích bút và chọn là họp nhé, để đặt lại cái thuộc tính cho họp của bạn này nhé. Thoa này, pick đúp này, pick này, họp, pick đúp này, pick đúp này, pick này, họp, pick đúp, pick, họp. Ở đây nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ hoặc là xếp tay cho giáo viên này, xếp tay nhé. Giáo viên này lệnh xếp tay hoặc lệnh CX gì ta xếp tay ở đây hoặc chúng ta sẽ quay lại lệnh chính, đấy là ta thoát cái này ra, quay lại lệnh chính xếp đốt vào đây chính và xếp tự động đây ta xếp nốt, đây còn biết ta xếp nốt xong ở đây nhé, xong rồi kết thúc. Quay lại ta xem lại nhé, nhìn này, nhìn lúc à vẫn chưa hết nè, là tao chúng ta chưa đặt hết, tôi làm lại một chút, tôi làm lại cho nó hết này,
Có tiếng nhỏ lên chưa ạ, Uyên? Để tôi kiểm tra lại xem còn thiếu chỗ nào nhé. Cái này có nhiều cách làm lắm này. Để tôi phải quay lại lệnh chính này. Tôi bỏ cái này thì nó mới xếp được. Chắc còn một tiếp thôi. Đấy, trong trong thì hết rồi đấy nhé. Rồi, bây giờ là xếp vào trong trong rồi đấy, không nhìn đây. Cô dùng vừa rồi là cô gì, quên gì, cô tên là gì ấy nhỉ? Đang sợ. Không nhớ là cô gì nữa. Thôi được. Cô gì các bạn có nhớ nè, tôi đang làm con nào không nhỉ? Hòa. Đây, Hòa đây, họp đây này. Đây. Thì cái giảng buộc họp là giảng buộc cứng. Cho chúng ta đặt họp cái là động máy xếp một chỗ khác hết nhé. Đấy. Đó là một cách làm, sau đó chúng ta sẽ được điều chỉnh sau. Vì cô này là, ngày này là dạy nhiều quá, ta có thể giải phóng bớt đi. Dạy quá nhiều, ta có thể chuyển đi. Ta chuyển sang đây. Đấy, nhất là khá như vậy nhé. Thì các bạn chú ý nhé. Em thưa thầy, cho em hỏi một câu nữa ạ. Ừ, hỏi đi. Dạ vâng, em thưa thầy, cho em hỏi là cái mục mà tính số tiết của giáo viên chủ nhiệm để tính tổng số tiết của từng giáo viên là có không ạ? Tính số tiết của giáo viên chủ nhiệm ấy ạ. Chủ nhiệm à? Hình như không có. Vâng. Hình như không có. Dạ vâng, vâng, vâng. Báo cáo giải dạy đấy. Nếu mà cần nhé, nếu mà sao là cần tức giáo viên chủ nhiệm là như nào nhỉ? Tôi không hiểu lắm, tức là tại vì là đầu năm trường em bao giờ cũng sau khi nhập phân công thì phải xuất ra một cái bảng phân công mà ở đó có số tiết của các giáo viên để nhà trường nhìn vào đó để xem là đã hợp lý hay chưa ấy ạ. Vâng, thì nó có cái phần là tính số tiết của giáo viên. Là tính riêng ra hay gì? Ừ. Không, thế thì không mình, ạ. Để mình xem lại. Tức là nó có một cái mục là quy định số tiết của giáo viên chủ nhiệm và hệ thống, tức là phần mềm tự động cộng vào số tiết trực tiếp giảng dạy để tính ra tổng số tiết của giáo viên đấy ạ. Vì theo quy định là mỗi một giáo viên là không quá bao nhiêu tiết ạ, thì để nhà trường ví dụ căn cứ vào đấy để điều chỉnh phân công cho phù hợp đấy ạ. Thế để tôi xem lại nhé, đây nó có kia. Tôi kiểm tra lại một chút. Trong cái lệnh là xuất ra Excel nhé, nó có cái lệnh này. Nó có nhân dụng lệnh, nó có lệnh là báo cáo tải dạy trong một tuần. Đây là đây chính là cái lệnh mà là tính tổng số tiết trong một tuần của giáo viên đấy, trong một tuần của giáo viên đấy. Vâng. Nhưng mà trong đó đã có mặc định về số tiết của chủ nhiệm chưa ạ? Tức là ví dụ như thế này, mỗi một giáo viên chủ nhiệm là được quy định là 4 tiết, tức là giáo viên chủ nhiệm là tương đương với 4 tiết và cộng với 12 tiết thực dạy nữa là 16 tiết chẳng hạn. À tức là thêm vào cái giáo viên này dạy trên lớp hàng ngày cụ thể là dạy là 10 tiết được cộng thêm mặc định là 4 tiết nữa ấy gì hả? Dạ vâng vâng ạ, đúng rồi ạ. Vâng. Nó để cần thiết thì mình đưa vào thôi, đơn giản thôi mà. Cần thiết thì vâng cần thiết thì là các bạn cứ gửi cho chúng tôi các cái yêu cầu về báo cáo. Thì bọn tôi sẽ bổ sung thêm vào đây thôi nhé. Mình hiểu rồi. Dạ. Vâng ạ, vâng, em cảm ơn trong thầy cái, ạ. Mà có tải dạy này thì đã có cái thông tin là tải dạy cộng cả tải dạy theo môn học, hệ số môn học rồi đấy. Như là môn toán là hệ số là 2, sẽ cộng vào là 2. Dạ vâng. Dạ cần, vâng, vâng ạ, em hiểu. Em gửi cho thầy yêu cầu là chừng em muốn như này. Dạ. Thế là mình sẽ mình dạ alo. Mình có thể dạ, làm. Dạ alo. Mình có thể làm hẳn cái lệnh. Dạ alo. Alo, ai đấy? Dạ em ở Quảng Nam ạ. Ừ, em hỏi đi. Dạ em chào thầy. À, em chưa hiểu lắm về cái lệnh mà môn học á, là cái nhập danh sách môn học. Thế thì em ví dụ như là môn toán mà thì em đưa nó vào môn chính, thì số phòng học của môn á, là ví dụ như bây giờ á, là toán là bây giờ có tổ em, trường em là 3 người dạy chẳng hạn. Thế thì số phòng học của môn này có phải là em điền số 2 để là trong cái buổi đó là chỉ cần 2 người thôi. Đúng, rồi, đúng không thầy? Đúng thế. Còn cái hệ số môn học này là như thế nào ạ? Chỗ nào? À chỗ cái giờ dạ, cái này hệ số môn học để tính tải dạy. Khi tính tải dạy thì nó sẽ cộng vào, nó sẽ nhân hệ số môn học. Dự là có 30 tiết nhưng mà nhân lên môn học, hệ số môn học là 1.1 hay là 1.2 hay là 2 chấm. Được chưa? Để tính tải dạy thôi, chẳng nghĩ gì cả. Cái chỗ này nó không liên quan đến cái công biểu. Cái này là cái để tính tải dạy thôi. Có nghĩa là quan trọng là cái số phòng học của bộ môn. Ví dụ như trong buổi đó mình chỉ cần mình muốn 2 giáo viên dạy thì mình điền số 2. Đúng. Có nghĩa là cái số tối đa.
Dạ. Giáo viên toán nhé, em để là hai. Dạ. Thì chỉ cùng tại một thời điểm cùng lắm là hai giáo viên lên lớp dạy, còn một giáo viên là dạ. một. Ừ, đúng thế. Đây là giảng dạ, buộc dạ. cứng, đây là giảng buộc cứng không phải là giảng buộc mềm, cứng nhé. Là luôn là nó không dạ, dạ. cái số này là không dạ, dạ. nó chỉ dùng ở cái tính giải dạy thôi, còn không dùng ở đâu cả nhé. À rứa thì mình phải cài đặt cho tất cả các môn học luôn phải không thầy? Đặt cái này à, hay cái nào? Dạ. Có nghĩa là số phòng học của môn á, có nghĩa là đối với môn toán, môn lý, môn sinh văn văn. Là tùy trường mình thôi. Vì mặc định là chúng ta thoải mái, chúng ta cần gì phải hạn chế nhiều quá như này. Mặc định là 150 mà thì không hạn chế gì cả. Mặc định là như này không hạn chế gì cả. Ta cho phép dùng thoải mái nhưng mà chỉ có một số môn đặc biệt thôi. Ví dụ như là môn lý cần phải thí nghiệm lý, môn tin cần phải học trong phòng tin, đúng không? Cần gì phải hạn chế dạ, lại. Dạ. Hay là môn học dạ, mà dạ. có giáo viên nào mà yếu ốm quá hay là yếu quá hay nghỉ quá thì mình làm, còn bình thường mình khỏe mạnh thì tự gì mà hạn chế làm gì, đúng không nào? Dạ dạ. Alo. Rồi alo. Em hiểu rồi, em cảm ơn thầy ạ. À, xin phép dạ, thầy. Ừ. Alo, xin phép thầy, em có ý kiến ạ. Ừ. Vâng, thưa thầy, này em giải thích thêm cái ý kiến của bạn vừa rồi ấy. Ừ. Thì chắc là ý của bạn ý mong muốn là ví dụ như trường có 4 giáo viên toán thì mỗi một ngày bạn ấy muốn dư ra một giáo viên để dự bị cho các cái trường hợp ví dụ như là có người ốm nghỉ vân vân ấy thầy ạ. Thì cái chỗ đấy thì với cái phần mềm TKB cũ ví dụ như bây giờ phiên bản 11 ấy, thì là em nhớ là có một cái chỗ thuộc tính vào chọn ở cái chỗ giáo viên ấy, đó là số giáo viên tối đa cho một buổi. Hình như là có không ạ? Đấy, tức là ý của bạn ấy muốn, và em cũng muốn hỏi thầy là bây giờ muốn để phòng cái trường hợp mà chúng em muốn là mỗi một ngày sẽ có một giáo viên của một bộ môn nào đó dự bị thì bắt buộc là phải vào cái nội dung số phòng học của môn chứ gì hả thầy? Chỗ này không, mình hiểu cho bạn hỏi rồi, nó hơi khác em tí. Cái này là sẽ từng tiết một thôi, không. Còn ý của em là trong một ngày là có giáo viên nghỉ hẳn một ngày thế. Dạ vâng. Thì chúng ta đặt cái ràng buộc là giáo viên đó được nghỉ hẳn một ngày. Ràng buộc giáo viên nghỉ một ngày. Đây, ràng buộc của giáo viên đây. Ràng buộc nhé. Và chỗ dữ liệu là chỗ này yêu cầu giáo viên đây này. À, yêu cầu của nhóm đi. Yêu cầu của nhóm đi. À, đây là cái nhóm, lấy ví dụ như nhóm hóa này. À, muốn là cho nghỉ hẳn một buổi đấy, giáo viên nghỉ một buổi đấy, thì như vậy là mỗi giáo viên sẽ được nghỉ một buổi. À, vậy ý của em là tức là phải dư ra một, tức là tổng số ví dụ như là có 4 người trong một bộ môn chẳng hạn đấy ạ, thì cái mỗi một ngày phải dư ra được một cái người để người ta có thể dự bị, ví dụ khi người ta ốm, người ta đi công tác thì mình có thể không có chỗ này. Em nhớ là cái phần mềm cũ và hình như em cũng đã thực hiện rồi, cái TKB cũ ấy. Chỗ này nó chỉ có đáp ứng là như vậy với cái chỗ này nhá. Lý là có 3 người mà để là 2 thì tại mỗi thời điểm có một giáo viên là đang ngồi chơi. Nhưng mà nó khác. Tiết 1 thì ông A ngồi chơi, tiết B, tiết 2 ông Bình, ông B ngồi chơi, tiết 3 là ông chơi. Chứ không phải là ông A ngồi cả chơi cả buổi. À thế ạ. Tiết thôi. Vâng. Tiết 1 là ông A, tiết 2 là ông B, tiết 3 là ông C, vân vân. Vâng, cảm ơn thầy. Mấy thứ hai là thưa thầy là cái chỗ trường em vừa rồi là học một buổi. Thế bây giờ mà chúng em vì cái điều kiện nên chúng em đang xây trường mới mà phải chưa sang được, chúng em lại phải sang 2 buổi. Tức là như lúc nãy bạn nói là chúng em sẽ bố trí buổi sáng là khối 6, khối 9 học sáng, buổi chiều là 7, 8. Thế thì khi phân công chuyên môn thì chúng em cũng vẫn như thầy nói là nên đưa vào 2 buổi sáng chiều. Em đưa vào một buổi phân công chuyên môn thì một bảng có được không ở đây? Một bảng cũng được, nhưng mà theo tôi thì theo mình nên chia làm 2 thì hợp lý hơn, vì dạ. khi chia một bảng khi xếp máy nó vẫn động, nó tự nó phân bổ sang cả sáng chiều, vẫn là phân bổ. À, dạ vâng. Nên là gì ạ? Vâng, em cảm ơn thầy. Thế là mình thôi nhé các bạn nhé, để ở hôm khác nhé. Thầy ơi, cho em hỏi thêm một vấn đề nữa không ạ? Hỏi đi. Dạ vâng ạ, vẫn là cái xếp sáng chiều ấy ạ. Thế nhưng mà ví dụ như một giáo viên mà dạy cả sáng cả chiều
À, tức là dạy cả một khối khối sáng, khối chiều ấy. Ví dụ như em dạy khối 8, khối 9 thì em dạy chính là khối 9 và dạy thêm vào là buổi sáng khối 8. Thì khi như lúc nãy thầy nói là em xếp xếp chính trước rồi xếp thêm học thêm sau. Nhưng mà ví dụ như là khi em xếp học thêm ấy thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái dạy dạy cái thời có hiểu buổi sáng của em chưa ạ? Không, ảnh hưởng vì nó vẫn giáo viên chỉ có một thấu biểu của em thôi, nhưng mà là bên tâm nó không nhiều, nó xếp trùng vào nhau cả, không ảnh hưởng gì cả nhé. À thế ạ, vâng rồi. Thế thì tức là việc mà chọn số số buổi học ấy, ví dụ như là như thầy nói lúc nãy là khối 6 học học 2 4 6 thì em chỉ sợ là ba cái giáo viên mà dạy toán văn anh của cái buổi sáng đấy họ sẽ bị họ đều có tiết hết rồi. À, Thì à, tức là em cái đó thì nó là sâu hôm sau này em là người em phải chủ động, em phải linh hoạt, em phải biết được à em hiểu rồi. em tự làm Vâng. tự chỉnh sau chỗ Tức là em phải điều chỉnh, em phải dự tính trước, biết xếp để cho. thêm. Vâng, em hiểu rồi ạ. Em cảm ơn thầy. Các bạn nhớ là đây là phần mềm, là cái phần mềm của tôi là cái là phần mềm là cái bản nâng cấp phát triển hơn của cái bản TKB cũ nhá. Các bạn chú ý mình một số người cứ nêu cái bản này là hoàn toàn kế thừa cái bản TKB 11 cũ. Cái bản này là tương đương với là TKB 12. Nhá. Và đến sân năm hoặc là cuối năm cô sẽ nâng cấp cái này lên là nó hỗ trợ hoàn toàn cho cái mô hình nhà giáo dục mới của chúng ta. Mô hình giáo dục mới là nó rất phức tạp, là nó cho phép chúng ta là khai báo rất là nhiều cái chương trình khác nhau chứ không phải cứng như bây giờ. Vì trong năm tới là từ năm năm tới trở đi, năm nữa khi bắt đầu học xong cấp 3 thì là cái lớp 10 lớp 12 là được mỗi học viên được chọn nhiều cái tổ hợp môn khác nhau. Thì như vậy tôi đang suy nghĩ và tôi đang nâng cấp phần mềm ở chỗ đó để nó hỗ trợ rất nhiều những cái chương trình tin học khác nhau, cái chương trình môn học khác nhau. Thì các bạn cứ theo cái trình này nhé. Đây là cái bản này tương đương với cái bản TKB 12. Đọc kế thừa hoàn toàn phát triển của cái bản TKB 11 cũ. Thế thôi nhỉ, Thế có thì gì em hỏi là lấy bản ghi ở các đâu bạn rồi join vào cái nhóm là STKB nhé, trên Facebook ấy, và chúng ta trao đổi trên đó, ai hỏi thì cứ việc hỏi. Còn cái slide này thì cái bài này tôi sẽ thu âm lại, tôi sẽ ghi âm lại và tôi sẽ chia sẻ trên YouTube và tôi chia sẻ trên trên, trên trang nhé. không mà mượn Tôi chào các bạn nhé. Tôi kiểm tra cái Dạ vâng ạ, cảm ơn thầy ạ. À, chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Rồi.